Chương 72 Duyệt lai khách sạn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 72 Duyệt lai khách sạn Trương Mạc ngủ rất quen Ta nằm xuống thời gian nàng xuống ý thức quay người Ông lấy cánh tay của ta Đầu cũng đi theo lại gần Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều Ta nhắm mắt lại Tìm cho mình một cái lý do Ông Trương Mạc bình yên thiếp đi Hôm sau, sáng sớm Mở mắt ra nhìn thấy chính là Trương Mạc hoặc bát khuôn mặt tươi cười, ngón tay của nàng vuốt ve mặt của ta, ngứa nhưng là quá dễ chịu. Cơm chín rồi, tranh thủ thời gian rời giường, con heo lười nhỏ. Trương Mạc điểm một cái trán của ta, thân mật nói ra. "Ân." Ta có chút ngây người, dạng này Trương Mạc ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một đoạn thời gian không thấy, nàng tự hồ cải biến rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, Trương Mạc bồi tiếp ta cùng đi trong tiệm. Liên tự như tân hôn mấy ngày nay như nhau cho ta một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật trong tiệm không có việc gì ta bàn giao rồi đại ngốc hai câu liền dẫn trương mạc đi tiểu di nơi đó sử nhị trụ sự tình nhìn như kết thúc kỳ thật điểm đáng ngờ rất nhiều mạc mạc trở về a à, nhìn thấy trương mạc tiểu di rất nhiệt tình thu xếp thủ đoạn hướng ra cầm hoa quả hôm qua trở về trương mạc thân mật cùng tiểu di chào hỏi tiểu di ta muốn hỏi hỏi ngươi sử nhị trụ sự tình. Cùng tiểu di không cần thiết khách sáo, ta trực tiếp hỏi. Tiểu di dừng lại, thở dài một hơi, nói cái kia chính là khối thuốc cao da chó, dán lên liền hái không đi xuống. Đúng, ta giúp hắn tìm được con trai. Nói xong lời cuối cùng, tiểu di nghi ngờ hỏi. Tìm được. Ta gật gật đầu, đem tại gian gia trải qua nói một lần. Cái gì? Tiểu di miệng há lớn, căn bản không nghĩ tới là kết quả này. Tiểu Di, ta hôm nay đến liền là muốn hỏi một chút ta có hay không cái kia hoàng bị tử tình báo, ta hỏi. Không nên a, à, Tiểu Di trên mặt đất lượng quanh hai vòng, nói hoàng bị tử giả trang người, vậy cũng là đi qua xã hội xưa sự tình, hiện tại quá ít phát sinh. Khi đó xã hội hỗn loạn, cũng không có quản thúc, cái gì yêu thiêu thân sự tình đều có thể phát sinh, nhưng bây giờ thì khác, loại sự tình này một khi bị chọc ra, cái kia là người người kêu đánh. Ta xác định là hoàng bị tử giả trang người. Cuối cùng, Tiểu Di vẫn còn có chút không tin, lại hỏi một lần. Xác định. Ta gật gật đầu, lại nói một lần dịp dung tình huống. Không nên a, à, Tiểu Di nghĩ nghĩ, điểm ba nén hương, đem hoàng bị tử giả trang người sự tình nói một lần. Vẫn có chuyện như vậy. Hôi lão thái sau khi xuất hiện cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nói chuyện này nếu là đặt ở trên thân người rất bình thường, dù sao thế giới này người mới là nhân vật chính. Nhưng để ở hoàng bị tử trên thân, liền là một kiện đại sự. Đại sự không đại sự ta không xen vào, ta chỉ nhớ rõ cặp kia tràn đầy cừu hận mắt nhỏ. Hôi lão thái, ta lần này đến, một là nghe ngóng một cái phải chăng có manh mối, hai là muốn quyên chút hương hỏa tiền, cầu ngài giúp một chút. Ta chỉnh ngay ngắn cho, trầm giọng nói ra. Gấp cái gì? hôi lão thái con mắt chuyển động, cười ha hả hỏi. Các ngươi hôi gia nhiều người, có thể hay không phái mấy người, tại nhà ta cùng cửa hàng phụ cận nằm vùng, nếu là phát hiện có chỗ nào không đúng, kịp thời hướng ta thông báo một cái, ta thương lượng nói ra. Có một cái lúc nào cũng có thể hướng ta xuống tay hoàng bị tử, ta nếu là không phòng bị, cái kia chính là ngu xuẩn. Hôi gia nhiều người, làm cũng phần lớn là tìm hiểu tin tức việc nhỏ, cái này công việc vừa vặn thích hợp nói nhóm, vẫn không có nguy hiểm gì. Cái này công việc ta tiếp. Hôi lão thái nhe răng cười một tiếng, lại xông tiểu di nhẹ gật đầu nói ra. Cụ thể tiền hương hỏa chính các ngươi thương lượng. Thỏa đàm rồi chuyện này, ta lần này liền không uổng công, có rồi hôi gia thủ vệ, tối thiểu không cần lo lắng ngày nào cái kia hoàng bị tử tìm tới cửa, ta còn không biết. Còn có chuyện khác sao? Hôi lão thái lại hỏi. Ta lắc đầu, nói chính là vì hai chuyện này, hiện tại cái kia hoàng bị tử không có manh mối, có thể làm cũng chỉ có phòng bị. Vậy ta trở về. Hôi lão thái gật gật đầu, quay người trong nháy mắt nhìn trương mạc một chút, đột nhiên sửng sốt một cái. Trương mạc ngòn ngọt cười, đúng hôi lão thái nhẹ gật đầu. Hôi lão thái tự như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, sư một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiểu di nghi hoặc nhìn trương mạc một chút, không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng ta nổi lên nói thầm, trương mạc rất có thể có cái gì không đúng thương lượng xong tiền hương hỏa ta mang theo trương mạc đi ra ngoài nghỉ nửa ngày vẫn còn không biết rõ làm như thế nào mở miệng hỏi lão công có phải hay không muốn hỏi ta ta thế lực sau lưng là cái gì còn có vì cái gì ta lần này cải biến như thế lớn trương mạc ra vẻ nhẹ nhõm hỏi ân à, ta nhìn trương mạc ánh mắt nhẹ gật đầu ban đêm ta dẫn ngươi đi một chỗ có lẽ có thể giải khai nhất định nghi hoặc trương mạc nghĩ nghĩ nói ra tốt ta không hiểu cảm giác được một trận nhẹ nhõm nghẹn ở trong lòng hồi lâu nghi hoặc trốt cục muốn mở ra rồi lái xe hồi trở lại cửa hàng vừa xuống xe liền nhận được gian cha điện thoại tồn dài chết rồi chết tại sử nhị trụ trước mộ phần một câu cũng không có lưu lại xuống sử lệ chí cha ruột đến cùng là ai triệt để thành mê chết tốt chết sớm sớm siêu sinh giống nàng như vậy còn sống cũng là bị tội đại ngốc lầm bầm lẩm bẩm nói lúc này đại ngốc không có nói sai người đã trung niên trượng phu cùng hài tử đều mất vẫn mắc bệnh ung thư bất luận là trái tim còn là thân đều nhận lấy đã kích cực lớn nhiều sống một ngày đều là tại bị tội tám giờ tối ta sớm treo tốt hai cái bạch đèn lồng liền dẫn đại ngốc còn có tô tiểu muội cùng ra ngoài nhớ kỹ một hồi đến lúc đó ai cũng không cho nói lại thêm không cho phép đặt câu hỏi Vừa lên xe, Trương Mạc liền vẽ mặt nghiêm túc nói đến chú ý hạng mục. Vì cái gì à, chị dâu, đại ngốc ngu ngơ hỏi. Liền ta nói nhiều, chị dâu để ngươi làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Không đợi Trương Mạc giải thích, tô tiểu mùi một câu đem đại ngốc quán hận rồi trở về, đại ngốc vẫn liền dính chiêu này, quả thật không lên tiếng. Tới rồi các ngươi liền hiểu. Trương Mạc thần bí cười một tiếng, không có tiếp tục giải thích. Dựa theo trương mạc chỉ thị, chúng ta một đường hướng về thành Nam Khai mở, cuối cùng đứng tại bên cạnh thành một tòa khách sạn bên cạnh. Duyệt lai khách sạn Ta ngẩng đầu nhìn một chút cửa tử điếm lớn bản hiệu, từng chữ nói ra nói ra. Ta ở chỗ này nếm qua bữa tiệc đại ngốc sen vào một câu. Ta có chút buồn bực nhìn thoáng qua trương mạc, nơi này ta cũng đã tới, khi đó cũng không nhìn ra cái gì địa phương khác nhau. Ngay tại lúc này, ta cũng không thấy được bất đồng nơi nào, khác biệt duy nhất chính là nơi này tựa hồ rất quạng cu ẻ trước cửa địa phương rất lớn nhưng là chỗ đậu xe lên một chiếc xe cũng không có chẳng qua ngược lại là làm cho quá vui mừng trước cửa treo hai cái lớn đèn lồng đỏ tướng trước cửa một mảng lớn đều bao phủ tại hồng quang bên trong nhạc ca cái này hai đèn lồng đỏ so tiệm chúng ta nhưng lớn hơn đại ngốc chép miệng một cái không tim không phổi nói ra chúng ta bây giờ liền trên xe chờ sao ta có chút nghi ngờ hỏi trương mạc nhìn thoáng qua thời gian nghĩ nghĩ nói ra xuống xe đi bên trong chờ dừng xe xong chúng ta mấy cái đi hướng khách sạn cổng không có tiếp khách sân khấu cũng không có toàn bộ đại sảnh ngay cả cái bóng người đều không thấy được Mạc mạc chúng ta không đi sai a à, cái quán rượu này bầu không khí không đúng lắm ta thậm chí ngửi thấy một tia hóa vàng mã hương vị cổ này hương vị đại biểu cho cái gì ta rất rõ ràng cái quán rượu này bên trong có quỷ không sai. Trương Mạc hạ thấp thanh âm của mình, cẩn thận phân biệt rồi một cái phương hướng, hướng chúng ta khoát tay áo, hướng về bên trái đại sảnh đi tới. Đi theo Trương Mạc sau lưng, ta bốn phía quét mắt, trước đó một người đều không thấy được, nơi này liền tự như một tòa quỷ cửa hàng. Đẩy ra đại sảnh cánh cửa, một án đỏ đổ ra tới, Trương Mạc bỗng nhiên tại cửa ra vào, thoáng quan sát một cái, hướng về bên trong đi đến, tay lại lặng lẽ đối với chúng ta lắc lắc ý tứ này chúng ta hiểu, không cần nói, tận lực thả nhẹ bước chân. Đi vào đại sảnh trong nháy mắt, ta liền bức bách rồi, bên trong hơn mươi tấm cái bàn, đã ngồi đầy một nửa người, hoặc là nói quỷ càng thêm thỏa đáng. Bọn hắn trầm mặt ngồi ở chỗ đó, không có người nói chuyện, đúng tại chúng ta đột nhiên tiến vào, cũng không phải đặc biệt quan tâm. Đại ngốc vui tươi hớn hở đi theo, tưởng rằng muốn ăn bữa tiệc, đầu óc luôn luôn ít gần hắn tựa hồ cũng không có phát hiện những cái kia quỷ. Tô Tiểu Mùi sắc mặt đã thay đổi, không nghĩ tới tiến vào một nhà quỷ cửa hàng. Trương Mạc tìm một trương trống không cái bàn, đối với chúng ta khoát tay áo, ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra, ta há to miệng, không có phát ra âm thanh, đối với khẩu hình hỏi. Âm hôn. Trương Mạc đồng dạng há to miệng, cùng ta đối với khẩu hình. Xem hiểu hai chữ kia, ta chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, nàng mang ta tới nơi này làm gì trong đại sảnh hiện tại tối thiểu ngồi 100 cái quỷ, cái này nếu là nổi lên, chúng ta ngay cả chạy đi đều khó khăn. Một hồi ta liền hiểu. Trương mặt lần nữa ta cùng được rồi cùng một loại, để cho ta chờ lấy. Ta âm thầm thở dài một hơi, đến đều tới, chỉ có thể chờ đợi rồi, chỉ là không nghĩ tới, trương mặt dĩ nhiên là để cho ta tới tham gia âm hôn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Âm hôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Âm hôn 8 giờ 45 Đại sảnh cánh cửa lần nữa bị đẩy ra Một đám người nối đuôi nhau mà vào Lần này ta có thể xác định Bọn hắn là người Không phải là quỷ Dẫn đầu hai cái ông hai tấm di ảnh Chậm rãi hướng về phía trước trên sân khấu đi đến Trương mạc nhéo nhéo lòng bàn tay của ta Để cho ta đừng quá khẩn trương coi như tham gia là phổ thông tiệc cưới. Đại ngốc lúc này cũng trung thực rồi, yên tĩnh ở tại Tô tiểu muội bên người, không trên một tiếng. Hết thảy đều là dựa theo bình thường hôn lễ đang tiến hành, chỉ bất quá không có âm nhạc, tân khách cũng là người quỷ nửa này nửa kia. Hai phe phụ mẫu đều vẫn còn, quỳ lại cao đường lúc, cho bọn hắn hành lễ là hai tấm ảnh đen trắng. Nửa giờ sau, hôn lễ kết thúc. Người quỷ tất cả đi một bên, không dùng 5 phút đồng hồ đại sảnh liền khôi phục rồi nguyên bản vắng vẻ. Chúng ta không đi sao? Gặp Trương Mạc không có đi ý tứ, ta nhẹ giọng hỏi. Trương Mạc lắc đầu, ra hiệu tại chờ một lát. Sau 5 phút, đại sảnh cánh cửa lần nữa bị đẩy ra, lần này đi vào là hai cái mặt màu đen áo lót trung niên nhân, bọn hắn tự như không nhìn thấy chúng ta mấy cái, chỉ là trầm mặt thu thập hái súng treo trong đại sảnh đèn lồng. Chờ hai người rời đi, Trương Mạc đứng lên đến, nói ra đi thôi. Rời đi đại sảnh, đại đường còn là lạnh tanh, sân khấu ngã là có người, bất quá là một cái lão đầu, này lại ngay tại cái kia mị cảm giác. Mạc mạc, cái này duyệt lai khách sạn đến cùng là lai lịch gì? Vừa lên xe, ta lập tức hỏi. Sống nhiều năm như vậy, như thế kỳ quái khách sạn ta còn là lần đầu tiên gặp được, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa tại trong tiểu điếm cử hành âm hôn, một loại khách sạn chắc chắn sẽ không đáp ứng việc này truyền đi còn có ai dám ở chỗ này ăn cơm ban ngày tiếp tang yến ban đêm xử lý âm hôn trương mạc từng chữ nói ra nói ra duyệt lai like khách sạn nghiệp vụ ban ngày tiếp tang yến ban đêm xử lý âm hôn ta lặp lại một lần phía sau mới phản ứng được cái này duyệt lai like khách sạn hợp lấy liền là chuyên môn được lợi người chết tiền cái này cùng ta nghiệp vụ phạm vi không sai biệt lắm dạng này rượu cửa hàng tại cả nước phạm vi bên trong không ngừng một nhà trương mạc lại nói nói cách khác sau lưng ngươi cái thế lực là kia duyệt lai like khách sạn ta cau mày hỏi là trương mạc gật gật đầu trực tiếp thừa nhận ta nghiêng đầu quan sát lần nữa một cái duyệt lai like khách sạn khách sạn hết thảy năm tầng lầu một hai cái đại sảnh phía trên mấy tầng tình huống không rõ ràng chẳng qua căn cứ lầu một trang hoàng đến xem toàn bộ khách sạn ngay cả trang trí xuống đến làm sao cũng đáng cái mấy ngàn vạn Cả nước dù là có 10 nhà dạng này rượu cửa hàng, cái kia cái thế lực này khống chế tài sản cũng phải tại 500 triệu trở lên. Bọn hắn coi trọng chúng ta cái gì rồi? Ta hiện tại càng thêm không nghĩ ra, lớn như thế một cái thế lực, đến tột cùng nghĩ tại trương mạc trên thân thu hoạch được cái gì. Tiểu di trước đó cùng ta nói rất đúng, ta như thế chút vốn sinh, người ta xác thực chứng mắt, muốn giết chết ta, tự nhiên nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Không biết. Trương Mặc lắc đầu, giữa lông mày nổi lên một vòng ưu sầu, chỉ chỉ cái bụng, nói ra: "Bọn hắn khả năng coi trọng là con của chúng ta." "Không có khả năng." "Nếu như là trước đó, ta vẫn sẽ cho rằng như vậy, nhưng tại nhìn thấy Duyệt Lai khách sạn phía sau ta triệt để minh bạch rồi, giống như vậy thế lực, lấy trước 20 năm đầu tư, coi trọng liền là 20 năm sau hài tử, điều này có thể sao?" "Ta lúc này mới phát hiện, Tiểu Di nói là đúng." có đôi khi không biết sao biết rõ muốn tốt. Đừng suy nghĩ. Trương Mạc khuyên một câu, lại nói. Ta hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như bọn hắn thật muốn đối với chúng ta bất lợi, đã sớm đồng thủ, cần gì cứu chúng ta đâu. Chúng ta qua tốt mỗi một ngày là đủ rồi a à, ơn. Ta miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười, để cho mình tận lực không đi nghỉ. Nhưng hiện thực, duyệt lai khách sạn tự như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của ta. Trở lại trong tiệm, vừa vặn 9 giờ, tại cửa ra vào treo lên đèn lồng đỏ, nghỉ ngơi sau một ngày, chính thức khai trương. "U, đây là đợi mùi sao, thật xinh đẹp a." À, vừa mở cửa, một cổ hương phong liền vọt vào, tùy theo chính là tầng Hồng Liên quen thuộc cười quyến rũ âm thanh. Tháng 11 phần đông bắc là rất lạnh, tầng Hồng Liên vẫn mặc cái kia thân màu đỏ chót sườn xám, một đôi chân dài to cũng lộ ở bên ngoài, tự như căn bản không cảm giác được lạnh lẽo. "Ngươi là ai?" Trương Mạc cười hỏi, tay lại lặng yên sờ đi qua, đỡ lấy rồi cánh tay của ta, cùng ta dựa chung một chỗ. Ta là nhạc nhạc hồng nhan tri kỷ, ngươi không tại trong khoảng thời gian này, nhạc nhạc cũng không có ít tìm ta tố khổ. Tần Hồng Liên một bước lay động đi tới, trong mắt là một vòng không che giấu được ý cười. Cật nhã đàn bà, đừng ở cái này buông thả, có lời cứ nói, có trắm thì phóng. Đại ngốc một câu giải quyết ta xấu hổ, cũng làm cho trương mạc buông lỏng ra nắm vuốt ta bên hông thịt mềm tay. Tần hồng liên tiếu dung trì trệ, lập tức phong tình vàng chủng trừng đại ngốc một chút, phun ra bốn chữ. Không hiểu tâm tình. Có việc nói sự tình, chớ bán cật nhã rồi, ta gõ gõ quầy hàng nói ra. Lần này tới, ta đây một là trả tiền, hai là tìm ngươi hợp tác. Tần hồng liên tướng tiền đặt ở trên quầy, một cái cánh tay xúi dục ở phía trên, nhìn chầm chầm con mắt của ta nói ra. Tiền ta thu, hợp tác liền miễn đi. Lần trước giáo huấn ta còn nhớ, hợp tác với nàng không khác bảo hộ lục gia. Nếu như ta nói, ta có cái kia hoàng bị tử tin tức đâu? Tần Hồng Liên thần bí cười một tiếng, tướng tiền đẩy tới. Cái gì? Ta giật mình, có chút tìm tội nghiên cứu nhìn xem nàng, hỏi: "Ngươi là làm sao biết cái kia hoàng bị tử?" "Ta tự nhiên có tin tức của ta nơi phát ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu." có muốn hay không hợp tác. Tần Hồng Liên gõ gõ quầy hàng, liếc qua Trương Mạc cái bụng, lại nói. Hoàng gia báo thù, luôn luôn báo ba đời, thế hệ này nó bắt ngươi không có cách, nhưng là còn có xuống một đời, xuống một đời không thành, còn có xuống một đời, dù sao bọn chúng chịu lên. À, đúng, quên nói cho ngươi, các ngươi bên ngoài những con chuột kia kỳ thật không có tác dụng gì. Nói xong những thứ này, nàng tự như nhớ ra cái gì đó, lại thêm một câu tiểu di nói cho ngươi ta híp mắt hỏi thuê hôi gia sự tình thế nhưng là chỉ có tiểu di biết rõ chẳng lẽ là tiểu di cái kia xảy ra vấn đề lấy tiểu di tham tài cá tính ngược lại là chân thật có khả năng vì tiền mà bán ta hơn nữa đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bán ta cái kia người tham tiền lão thái thái Tần hồng liên thần sắc nhất chuyển duỗi ra một cây trắng loạn ngón tay tại trước mắt ta lung lay nói không phải là chúng ta có tin tức của chúng ta con đường biết không phải là tiểu di ta thở dài một hơi nếu như nàng lại bán ta một lần ta còn thực sự không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì lớn nhất có thể là đi đốt đi nàng hương đường tần hồng liên nói không sai hoàng gia báo thù có thể kéo dài ba đời thậm chí càng lâu một khi ta để nó không nhìn thấy báo thù hy vọng nó sẽ chờ tới ta xuống một đời nếu như còn không được như vậy chờ tới cháu của ta cái kia một đời cũng là khả năng cái nguy hiểm này ta không thể bốc lên, liền hỏi. Hợp tác thế nào? Yên tâm, lần này tỷ tỷ không biết hố ngươi, là thật tâm tìm ngươi hợp tác. Tần Hồng Liên cho ta một cái an tâm ánh mắt, nói ra một cái điều kiện. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn cái kia hoàng bị tử đích gia, ta có chút nghi hoặc nhìn Tần Hồng Liên, không rõ nàng vì cái gì đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Đúng. Tần Hồng Liên nhẹ gật đầu, nói trừ cái đó ra, cái gì cũng không cần, tin tức nàng miễn phí cung cấp, muốn cái gì vật liệu cũng là miễn phí cung cấp, liền ngay cả vây bắt lúc đều có thể phái người hỗ trợ, muốn liền là cái kia hoàng bị tử đích gia. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn cần hợp tác với ta. Tần Hồng Liên nói gần nói xa ý tứ rất rõ ràng, nàng đã nắm giữ cái kia hoàng bị tử hành tung, thậm chí ngay cả ẩn thân đất đều biết rõ, đã dạng này, nàng còn tìm ta hợp tác làm gì. Ta không có khách khí, trực tiếp hỏi lên biết rõ cũng vô dụng chỗ kia chúng ta vào không được liền xem như ngươi đi qua rồi cũng vào không được tần hồng liên có chút bất đắc dĩ nói ý của ngươi là ta vẫn là không có hiểu nàng đến cùng nghĩ muốn ta làm gì mồi nhữ tần hồng liên môi đỏ hé mở phun ra hai chữ mồi nhữ ta bị chọc giận quá mà cười lên lần trước nàng là bắt ta cùng đại ngốc làm làm thí nghiệm phẩm lần này càng trực tiếp muốn lấy ta làm mồi nhữ yên tâm lần này là an toàn ta người sẽ âm thầm bảo hộ các ngươi tần hồng liên nói quá chân thành nhưng có rồi kinh nghiệm của lần trước ta vẫn là khó mà tin được ngươi nếu có thể tin heo mẹ đều có thể lên cây đại ngốc ở một bên biểu môi xen vào một câu đối với tần hồng liên lời nói hắn hoàn toàn không tin tần hồng liên lại là một trận chán nản trước ngực lại là một trận chập trùng chậm nửa ngày mới hỏi các ngươi đến cùng có hợp hay không làm, không có các ngươi, ta còn có thể tìm người khác. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Quyết thủ ấn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Quyết thủ ấn hợp tác, làm sao lại không hợp tác đâu, ta cười đáp. Cái kia hoàng bị tử tồn tại liền là một cái tai họa, nếu như bỏ mặt Tần Hồng Liên các nàng tự mình đồng thủ, vạn nhất các nàng chơi cái thủ hạ lưu tình, hoặc là dục cầm cố túng loại hình, đến lúc đó đầu một cái gặp nạn chính là ta. Ta liền biết nhạt nhạt đối với ta tốt nhất rồi. Tần Hồng Liên đối với ta vứt ra một cái mị nhãn, lấy điện thoại di động ra cho phát một cái tin tức. Trương mặt trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là tay lại bóp tới, biết rõ ta cùng Tần Hồng Liên không có gì, nàng còn là khó chịu đơn giản thương lượng một cái kế hoạch hợp tác, Tần Hồng Liên trước khi đi cho ta một ngày hôn gió, làm cho Trương Mạc lại là một trận nổi giận. Kỳ thật kế hoạch rất đơn giản, ta làm mồi dụ, Tần Hồng Liên các nàng trong bóng tối rình mò, một khi cái kia hoàng bị tử nhìn không được tra tới, các nàng liền động thủ. Hoàng bị tử ẩn thân đất rất kỳ quái, nó giấu ở một trường học dưới mặt. Cái kia cái tin tức chủ yếu nói chính là địa chỉ của trường học cùng hoàng bị tử lựa chọn nơi đó nguyên nhân. Trường học là bảo tuyền trấn thứ ba trung học, tính lên đến có hơn 50 năm lịch sử, cái kia hoàng bị tử sở dĩ lựa chọn giấu ở chỗ nào, là bởi vì nơi đó vốn là nghĩa địa. Trường học xây ở nghĩa địa bên trên, tại quá khứ là quá phổ biến lựa chọn, có thể có chút người không hiểu, tại sao muốn làm như vậy, kỳ thật rất đơn giản. Theo tài nguyên góc độ tới nói, trường học đất sử dụng diện tích tương đối lớn, nhân khẩu cũng nhiều, nếu như xây ở nhiều người địa phương, nhất định ảnh hưởng giao thông, bởi vậy cần xây ở so sánh lệch địa phương mà những thứ này so sánh lệch địa phương thường thường là pháp trường cùng nghĩa địa theo phong thủy góc độ tới nói nghĩa địa hoặc là mộ địa thường thường âm khí rất nặng mà đông đảo đồng nam đồng nữ vừa dễ dàng đè ép được những thứ này âm khí từ đó không lãng phí thổ địa tài nguyên điểm trọng yếu nhất còn là theo phong thủy học thượng tới nói mộ địa hoặc là pháp trường địa mạch khí tức một loại tương đối lớn một loại theo nơi này ra tới học sinh đều tương đối có tiền đồ đương nhiên cũng cùng đi qua vô chủ cô mộ phần tương đối nhiều có quan hệ, phóng đến bây giờ, muốn tìm được vô chủ nghĩa địa đều khó khăn. Bảo tuyền trấn thứ ba trung học liền là một chỗ xây ở nghĩa địa lên trường học, cái kia hoàng bị tử liền giấu ở học sinh phía dưới lầu túc xá nền tảng bên trong. Đi vào trường học lý do rất đơn giản, trường học nháo quỷ, chúng ta đi hỗ trợ khu quỷ. Nháo quỷ không phải là làm bộ, là chân thật nháo quỷ, cái kia hoàng bị tử ẩn thân đất vốn là một cái mồ huyệt, nó chui vào sau khi tiết âm khí. Tại tăng thêm ký túc xá ít người, lại có một nửa là nữ sinh, dương khí vốn cũng không đủ để, kết quả là náo loạn quỷ. Trường học nháo quỷ, lòng người bàn hoàng phía dưới, tự nhiên lên không tốt khóa, đương nhiên trường học là sẽ không thừa nhận nháo quỷ, chỉ là đem học sinh ký túc xá phong bế lên đến, đối ngoại tuyên bố là lầu cao, cần kiểm tra tu sửa. Về phần học sinh, trường học bao hết một nhà nhỏ lữ điếm, chỗ ở ngược lại là không cần quá lo lắng. Trường học học sinh không nhiều, ba cái niên cấp tăng thêm lên đến hết thảy hơn một ngàn người, dựng chân học sinh chủ yếu là dưới mặt trong thôn, hết thảy hơn bảy mươi người, nam nữ tất cả một nửa. Chúng ta tới thời gian là buổi sáng, tiếp đối đại chúng ta là một cái họ ngô phó hiệu trưởng, đối với tại chúng ta đến, hắn là bán tính bán nghi. Ký túc xá nháo quỷ, điểm ấy là không thể nghi ngờ, nhưng là chúng ta sẽ không thừa nhận chúng ta sự tình tuyên bố trước ta không quản các ngươi là thông qua người nào giới thiệu đến một khi các ngươi xảy ra chuyện rồi trường học của chúng ta sẽ không phụ trách nhiệm nếu như không có bản sự tốt nhất sớm làm rời khỏi còn có hiện tại là ban ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết động tĩnh làm lớn rồi không tốt các ngươi có thể ở bên ngoài tham quan tham quan thật muốn khu quỷ tốt nhất vẫn là buổi tối tới khi đó trường học không ai ngô hiệu trưởng đối với tại chúng ta rõ ràng không tin vẫn không chờ chúng ta mở miệng liền trước bày ra điều kiện tốt đứng tại trường học góc độ đến xem ngô hiệu trưởng nói không tật xấu ta một lời đáp ứng chúng ta lần này tới không phải gạt tiền là đến làm mồi nhữ xem chúng ta thống khoái như vậy đáp ứng cũng không có lấy tiền ngô hiệu trưởng sắc mặt đẹp mắt không ít nói ra vậy được ta cùng gác cổng nói một tiếng gần nhất cái này một hai ngày trường học đối với các ngươi cho đi tới rồi gác cổng giới thiệu lẫn nhau một cái phía sau ngô hiệu trưởng trở về văn phòng chúng ta ba cái lưu tại gác cổng dự định đánh trước dò xét một cái tin tức bảo tuyền trấn thứ ba trung học người không nhiều hết thảy hai tòa lâu một tòa bảy tầng lầu dạy học một tòa là một chỗ tầng hai lầu ký túc xá cũng chính là tòa kia nháo quỷ lầu ký túc xá uy các ngươi là trường học tìm đại tiên a à, ngô hiệu trưởng vừa đi gác cổng lão bàn liền thần thần bí bí lại gần hỏi. Vì cái gì nói như vậy, ta rút ra một điếu thuốc đưa tới, có chút kỳ quái hỏi. Người trên người chúng có cổ mùi vị, lão bàn nhận lấy điếu thuốc không có rút, mà là đừng ở trên lỗ tai. Vì gì, ta tới hào hứng, còn là lần đầu tiên nói trên người chúng ta có đặc thù hương vị. Thắp hương mùi vị, lão bàn nhếch miệng một cười nói. Ta bừng tỉnh đại ngộ, mỗi ngày tại âm cửa hàng mang theo, mỗi đêm mở cửa đón khách không phải là hóa vàng mã liền là dân hương tích lũy tháng ngày phía dưới khả năng chính chúng ta ngửi không thấy nhưng người khác lại nghe rõ ràng ta nói không sai chứ lão bàng lại gần lại hỏi không thể nói không thể nói ta thần bí cười một tiếng lão bàng dây hiểu ngay cả thuyết minh bạch vẫn nói chuyện này không thể công khai nói nếu là chọc ra vị trí của hiệu trưởng đều sẽ bất ổn nói một chút chân thật nháo quỷ ta thuốc lá để lên bàn đẩy tới chân thật nháo quỷ lão bàn đem đừng ở trên lỗ tai khói lấy xuống nhóm lửa sau khi hít một hơi có chút e ngại nhìn thoáng qua tòa kia lầu ký túc xá phun ra một điếu thuốc vòng phía sau lão bàn lại nói ngày đó là ta trực ca đêm vừa vặn để cho ta đuổi kịp trên tường đều là huyết thủ ấn kém chút không có dọa nước tiểu ta huyết thủ ấn ta nói thầm một lần hỏi ngoài trừ những thứ này liền không có khác. Còn muốn có cái gì, đều có học sinh dọa không dám tới đi học, lão bàn cứng lên cổ nói ra. Ta cùng đại ngốc liếc nhau một cái, nếu như chỉ là huyết thủ ấn lời nói còn tốt, những cái kia quỷ chỉ là ra tới dọa người, không có hại người. Đi, chúng ta đi xem một chút. Có rồi một cái đại khái ý niệm, ta cho đại ngốc nháy mắt, đi ra ngoài. Chìa khóa cho ngươi, ta cũng không cùng các ngươi đi một nghe chúng ta muốn đi ký túc xá, lão bàn thẳng thắn lắc đầu, cái chìa khóa ném cho chúng ta liền chạy về phòng gác cửa, một bộ đánh chết hắn cũng không đi tư thế. Giữa ban ngày kỳ thật căn bản không cần thiết quá lo lắng, hơn nữa lần này chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, liền xem như có quỷ, cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Ký túc xá hết thảy hai tầng, liền là phổ thông cục gạch tầng, rất cũ kỹ cũng quá phá, cánh cửa cũng là loại kia cũ kỹ gỗ cánh cửa, phía trên sơn đã rơi sạch. Ổ khóa là một thanh có rội rỉ sét lớn khóa sắt, mở ra khóa, đẩy cửa ra phía sau một cổ băng lạnh khí tức tức thì bừng lên. Ta nhíu mày, lập tức minh bạch, tòa lầu này không đơn giản, chỉ sợ không phải một cái âm khí tiết ra ngoài đơn giản như vậy. Lão bàng nói huyết thủ ấn tại lầu 2, lầu 1 là nam sinh dừng chân, lầu 2 là nữ sinh, bình thường tới nói, nữ sinh âm khí tương đối nặng, nếu như vận thế thoáng thấp một chút, như vậy gặp quỷ cũng lại thêm dễ dàng một chút lầu một đầu bậc thang là một cái cửa sắt phía trên lên thủ đoạn khóa trước kia là phòng bị nam sinh lên lầu hiện tại là phòng bị có người lên lầu gặp quỷ mở khóa lên lầu càng là đi lên nhiệt độ càng thấp đây càng tăng thêm không bình thường âm khí tiết ra ngoài là từ lòng đất hướng lên tiết rất âm nơi lạnh nhất hẳn là lầu một nhưng bây giờ lầu hai rõ ràng so lầu một nhiệt độ thấp cái này chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý lầu hai rất có thể chết qua người chỉ có dạng này vừa mới giải thích thông vì cái gì lầu hai muốn so lầu một nhiệt độ thấp huyết thủ ấn theo lầu một nửa mở bắt đầu xuất hiện theo thang lầu một mực hướng lên kéo dài cuối cùng tập trung xuất hiện tại lầu hai tới gần thang lầu gian phòng thứ nhất ở giữa cái gọi là huyết thủ ấn kỳ thật rất đơn giản là âm khí ngưng kết sau khi bên ngoài lộ ra đại ngốc nặng rồi một nắm tàn hương vẫy vào rồi một cái huyết thủ ấn phía trên tàn hương không có tan, ngược lại dính ở bên trên, một cái càng thêm rõ ràng thủ ấn xuất hiện ở phía trên. Ta cùng đại ngốc đối với thủ ấn so đo, cái kia thủ ấn rất nhỏ, không giống như là đại nhân, càng giống là hài tử, hơn nữa rất như là nữ hài. Chết là nữ hài. Đã có thể xác định, phía trên thật sự có quỷ, hơn nữa chỉ sợ không phải theo trong phần mộ chạy đến, mà là tòa nhà này nguyên bản liền chết qua người. Tại lầu hai đơn giản kiểm tra rồi một cái, ngoại trừ huyết thủ ấn không có gì những đầu mối khác trở lại phòng gác cửa lão bàn hấp tấp lại gần hỏi thế nào ta không có nói láo a à, không có nói láo ta gật gật đầu hỏi lão bàn hỏi ngươi chuyện gì các ngươi cái kia tòa nhà lầu ký túc xá có phải hay không đi ra án mạng án mạng lão bàn hít một hơi khói rơi vào trầm tư bên trong bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Mất tích nữ học sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 75 Mất tích nữ học sinh, chưa nghe nói qua à, nghỉ nửa ngày, lão bạn lắc đầu, nói hắn làm gác cổng đêm 10 năm gần đây, trường học liền không có đi ra sự tình, duy nhất xảy ra chuyện hai lần cũng là học sinh đánh nhau. Vậy trước kia đâu, ta tiếp tục hỏi trên cơ bản lên năm tháng trường học đều có một ít loại tại truyền thuyết của mình ta không tin trường này không có ta đây không được rõ lắm rồi chưa nghe nói qua a à, lão bàn vẽ mặt hoang mang nhìn dáng vẻ của hắn xác thực không muốn biết cái gì vậy được có cái gì tin tức mới cùng chúng ta liên hệ theo lão bàn nơi này không chiếm được càng nhiều tin tức chúng ta cũng không muốn dừng lại thêm trao đổi một cái điện thoại liền rời đi trường học Trường học bao nhà kia nhỏ lử điếm không xa, đi bộ không đến 10 phút đồng hồ, lão bản của quán trọ họ trương, so với lão bàn tích cực, hắn căn bản không nguyện ý dựng để ý đến chúng ta. Sự tình rất rõ ràng, nháo quỷ sự tình giải quyết, học sinh còn phải hồi trở lại trường học, việc buôn bán của hắn tự nhiên là thất bại. Việc này giao cho tỷ tỷ. Cho Tần Hồng Liên gọi một cú điện thoại phía sau nàng một ngụm đồng ý. Chúng ta ba cái lại hồi trở lại tới trường học, không tiến vào, mà là cùng cửa trường học phụ cận tiểu thương tiểu phiến trò chuyện lên, bọn hắn biết rõ tin tức ngầm, không thể so với lão bàn ít. Nháo quỷ rất bình thường, trường học trước kia liền là nghĩa địa. Không chừng là người vì, mượn nháo quỷ hủy đi tầng, nghĩ thừa cơ hội này vớt điểm. 20 năm trước liền ồn ào qua một lần, lại tới. Lấy được tin tức ngũ hoa bát môn, nhưng cái cuối cùng tin tức để ta giật mình. Nói một chút, 20 năm trước là chuyện gì? Cho ra tin tức là quầy bán quà vặt lão bản, ta bỏ tiền mua ba bao thuốc phía sau lão bản tới hào hứng, mở ra máy hát. Bảo Tuyền trấn liền một cái trung học, xây trường có hơn 50 năm lịch sử, nhưng lầu ký túc xá dựng lên tới là tại cuối những năm 80, cẩn thận tính toán cũng chính là 20 năm trước sự tình. Ta nói với các ngươi, lúc ấy lầu ký túc xá vừa dựng lên đến, liền xảy ra chuyện rồi. Lão bản càng nói càng có lực, nói nhà hắn một mực ở tại nơi này, nhiều năm như vậy liền dựa vào thủ đoạn học sinh kiếm tiền, trong trường học sự tình, hắn biết tất cả. Xảy ra chuyện nguyên nhân rất đơn giản, có một cái nữ học sinh mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, phụ huynh liền đến trường học ồn ào, lúc ấy vẫn rất quanh động. Sau đó thì sao, ta hỏi. Về sau trường học bồi thường một khoản tiền, cũng liền không giải quyết được gì. Lão bản biểu môi, nói lúc ấy bồi thường mấy ngàn khối tiền, tại cái kia vạn nguyên hộ đều thư thất niên đại, thế nhưng là không ít. Mất tích nữ học sinh gọi cái gì, ta cảm thấy có rồi một cái manh mối, vội vàng hỏi nói. Vậy ai nhớ kỹ, đều nhiều năm như vậy, năm đó ta cũng không lớn, lão bản lắc đầu, nói nhớ không rõ rồi. Mặc dù có chút thất vọng, chẳng qua có thể được tới như vậy một đầu tin tức cũng coi như không có phí công nghe ngóng. Ăn cơm trưa thời gian, Tần Hồng liên tới rồi, lữ điếm phương diện kia có rồi tin tức. Tần Hồng liên duỗi ra một cây trắng bóc ngón tay tại trước mắt ta quơ, nói ra. Ta hỏi, nghe nói là một nữ quỷ, nữ quỷ. Cái này ngược lại là cùng ta hỏi thăm ra đến tin tức ăn khớp, mất tích người kia là một cái nữ học sinh. Nhìn thấy nữ quỷ cũng liền cái kia ký túc xá hai nữ sinh, cái khác nhìn thấy đều là huyết thủ ấn. Tần Hồng Liên một bên nói, một bên hướng ta nhích lại gần, trả lại cho ta kẹp một điểm đồ ăn trương mạc dáng ta ngồi trên mặt mặc dù mang theo cười thật đáng giận đã vận khởi tới nếu như là vừa kết hôn lúc nàng nàng sẽ yên lặng dùng bữa đối với tần hồng liên cử động làm như không thấy hiện tại biết rõ tần hồng liên là đang cố ý trêu tức nàng nàng vẫn là không nhịn được đem gần một tháng không thấy tính cách của nàng toàn bộ thay đổi cái này cùng kế hoạch của chúng ta không hợp a à, ta tạm thời buông xuống huyết thủ ấn cảm thấy chuyện lần này có thể muốn hỏng. Vốn cho rằng xuất hiện nháo quỷ sự tình là bởi vì hoàng bị tử chui phá phần mộ, tiết âm khí dẫn đến học sinh xuất hiện ảo giác, nhưng là từ hiện tại được đến tin tức nhìn, lo sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn âm khí tiết ra ngoài xuất hiện ảo giác, chuyện kia rất đơn giản, khu trừ âm khí liền có thể, đơn giản liền là nhìn hoàng bị tử có thể hay không nhìn xuống, là không đúng đối với ta động thủ nhưng bây giờ cái kia tòa nhà lầu ký túc xá lên thật sự có quỷ, còn là một con quỷ chết oan, chuyện kia hào hứng liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như oán khí cũng đủ lớn, nói không chừng ngay cả chúng ta đều đến góp đi vào. Liền như là sự nhị trụ như vậy, ngày đó sở dĩ như vậy mà đơn giản tiêu diệt hắn, là bởi vì hắn có thân thể, chỉ cần thiêu hủy thi thể của hắn, tại đem hắn hồn phong ấn tại tàn thi bên trong, hạ tán sau khi chậm rãi tiêu giảm oán khí của hắn liền có thể tích lũy tháng ngày phía dưới sớm muộn gì có thể đem oán khí của hắn làm hao mòn sạch sẽ nhưng tình huống lần này khác biệt nếu như mất tích cái kia nữ học sinh chân thật chết tại lầu ký túc xá như vậy cả tòa lầu ký túc xá đều là nàng ký thác nơi nàng bị vây ở rồi lầu ký túc xá bên trong nhưng cùng lúc chúng ta cũng cầm nàng không có quá lớn biện pháp ép nàng trực tiếp trốn đi đến chúng ta căn bản bắt không được nàng trừ phi hủy đi tầng làm sao không hợp tần hồng liên không có kịp phản ứng giọng dịu dàng hỏi các ngươi đã sớm biết tần bên trong không bình thường tần hồng liên thái độ làm cho ta trong nháy mắt kịp phản ứng các nàng chỉ sợ sớm đã biết rõ lầu ký túc xá không chỉ là nháo quỷ đơn giản như vậy nhạc nhạc ngươi suy nghĩ nhiều tần hồng liên trợn mắt nhìn ta một cái nói chúng ta cũng không phải thần tiên lên nào biết được lầu ký túc xá bên trong thật sự có quỷ chẳng qua dạng này cũng tốt lại càng dễ đem cái kia hoàng bị tử điều ra đến. Dừng một chút phía sau nàng khẽ cắn môi đỏ, đối với ta nói. Các ngươi yên tâm, liền xem như có quỷ, đối với ngươi cũng không có biện pháp gì. Quỷ có thể đối với ngươi làm đơn giản liền là chế tạo huyễn cảnh mê hoặc ngươi, để chính ngươi tự sát, còn có liền là lên thân thể của ngươi, khống chế thân thể của ngươi. Nhưng ngươi mở bốn cái huyệt khiếu, thiên địa nhân quỷ bốn môn đều đã mở ra, cho dù là những cái kia oán khí ngút trời quỷ cũng vô pháp để ngươi sinh ra ảo giác. Về phần thân trên, quê quán của ngươi chẳng lẽ là ăn chay sao, lên thân thể của ngươi không phải liền là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Tần Hồng Liên một bên nói, một bên hướng ta dựa vào, một đầu chân dài to lặng lẽ đưa qua đến đụng phải hai ta xuống, trả lại cho ta vứt ra hai cái mị nhãn. Ta ăn no rồi. Trương Mạc Phịch một tiếng phóng xuống bát đũa, tức giận trừng Tần Hồng Liên một chút. Đừng quá mức. Ta nhíu nhíu mày, đối với Tần Hồng Liên nói ra. Tiếp đó cho Trương Mạc đựng nửa bát nước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Tần Hồng Liên điểm này ngược lại là không có nói sai, ngay cả mở bốn cái huyệt khiếu, trong khoảng thời gian này lại mỗi ngày canh đồng trẻ trung tìm cho ta đến thuộc số khu quỷ phương diện sách, đối phó một loại quỷ, ngược lại là không có vấn đề. Liền xem như đại ngốc, cũng không sợ quỷ cái gọi là người sợ quỷ ba phần quỷ sợ người bảy phần chỉ cần không làm việc trái với lương tâm tâm lý không giả dương khí lại tràn đầy cho dù là oán khí sâu nặng quỷ đối phó đại ngốc cái này người như vậy cũng tốn sức chân chính để chúng ta kiên kỵ là cùng loại sử nhị trụ người như vậy làm người cực đoan làm quỷ càng thêm nguy hiểm đặc biệt là thi biến đằng sau cái loại người này thi biến đằng sau cơ hồ chỉ có thể đối đầu lấy cứng chọi cứng ngoài ra không có cái khác biện pháp tốt. Còn có một loại để chúng ta kiên kỵ liền là lậu ký túc xá bên trong loại kia bị người hại chết. Kỳ thật tại sau khi chết đầu 7 ngày, chỉ cần có thể kịp thời để âm hồn lấy được giải thoát, hết thảy đều còn tốt xử lý, khó liền là 7 ngày sau. Một khi âm hồn không có giải thoát, vẫn bị khốn ngay tại chỗ, như vậy oán khí liền càng ngày càng sâu nặng, một khi bạo phát đi ra, vẹn vẹn là âm khí trong nháy mắt bộc phát cường độ, liền để cho người ta chịu không được lấy đại ngốc thể trạng, trong nháy mắt trùng kích phía dưới, cũng phải bị đông cứng bức bách rồi. U, thật đúng là cùng tỷ tỷ tức giận. Tần Hồng Liên căn bản không để ý ta quát lớn, ngược lại là đứng lên đến đường vòng rồi trương mạc phía sau, thân mật ôm lấy trương mạc. Trương mạc tránh hai xuống, căn bản không có tránh thoát. Yên tâm, tỷ tỷ chỉ là qua qua miệng nghiện, nhà ngươi nhạt nhạc còn là quá đứng đắn. Tần Hồng Liên một bên nói, một bên hờn dỗi trừng ta một chút. Yêu tinh, ta ngầm thầm mắng một câu, đối phó Tần Hồng liên loại người này, liền không thể muốn mặt. Nhạc nhạc, ngươi cũng yên tâm, tỷ tỷ lần này chân thật không phải là hố ngươi, về sau chúng ta tỷ đệ cơ hội hợp tác còn nhiều, lần này cần là vẫn hướng lên lần như vậy, cái kia không phải là tự đánh mặt của mình sao? Tần Hồng liên buông ra ông trương mạc tay, theo chúng ta phía sau vòng qua đến, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, vẻ mặt chân thành nói ra tin tưởng ta nhạt nhạt, lần này hợp tác chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Hồng Liên nhìn xem con mắt của ta, từng chữ nói ra nói ra. Ta nhìn chầm chầm Tần Hồng Liên ánh mắt nhìn nửa ngày, cười lên, có thể làm cho nàng nói như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nàng sau này còn có dựa vào ta địa phương. Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi, nàng đến cùng muốn theo ta cái này được cái gì? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Giết người hiện trường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Giết người hiện trường muộn 8 giờ, lớp 10 học sinh xuống khóa, trường học rất nhanh an tĩnh lại. Ta cùng đại ngốc đi vào các cổng, lão bàn sớm liền đợi đến chúng ta, thấy chúng ta tới, hắn bận biểu đưa qua chìa khóa, khẩn trương nói ra. Các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, dự cảm không đúng liền tranh thủ thời gian chạy, ta nhưng không dám tiến vào cứu các ngươi. Sống to gió lớn chúng ta đều trải qua, cái này căn bản liền không tính sự tình, đại ngốc chẳng hề để ý tiếp nhận chìa khóa, hướng lầu dạy học nổ biểu môi, hỏi. Học sinh đều đi đi. Đều đi rồi, lão bàn nhìn thoáng qua đen kịch lầu dạy học trả lời. Vậy được, chúng ta đi qua, một hồi trở về trò chuyện tiếp, ta đối với lão bàn gật gật đầu, quay người hướng về lầu ký túc xá đi đến. Về phần trương mạc, nàng mang hài tử, liền không có để nàng theo tới, nàng trong xe cho chúng ta xem địch lượt trận. Hơn nữa có tô tiểu muội bồi tiếp nàng, chúng ta cũng yên tâm, hai người bọn họ cũng có thể giám thị một cái lão bàn. 20 năm trước sự tình quá oanh động, lão bàn mặc dù không có trải qua sự kiện kia, nhưng làm một cái lão bảo tuyền người, không có khả năng không biết. Hắn căn bản không có lấy, hoặc là chân thật không biết, hoặc là liền là hữu tâm giấu giếm. Nếu như là giấu giếm, như vậy thì nói rõ hắn có vấn đề, để tiểu mùi giám thị lấy, không chừng có thể phát hiện chút gì. Lầu ký túc xá cùng ban ngày cũng không kém nhiều lắm, chỉ là càng thêm âm lãnh một chút. Ta cùng đại ngốc ở trước cửa điểm ba nén hương, cắm ở trong đất, lại đốt đi một đại hoàng giấy, vẫy hướng bốn phía. Cái kia hoàng bị tử phá mộ huyệt, âm khí tiết ra ngoài, tự nhiên hấp dẫn một chút đồ không sạch sẽ, dần hương hóa vàng mã, một là vì kêu lên thanh thanh hay là vì khen thưởng những cái kia cô hồn giả quỷ. Mở ra ký túc xá đại môn, một cổ gió lạnh xông thẳng mà ra, đại ngốc trung trung một cái, nói lầm bầm. Sau ban ngày vẫn lạnh nhạt. Bớt nói nhảm. Ta một bên nói, một bên lấy ra hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đèn lồng, nhắm lửa sau khi đưa cho đại ngốc. Đây là đèn trong, là tầng hồng liên dùng tiền theo một cái cư sĩ trong tay cầu đến. Đèn trong hai tầng kết cấu, tầng bên trong sáp chất lượng dầu thấp bất đèn dùng dấm ngâm qua, lại trải qua ít nhất 21 ngày kinh văn gia trì, đối với quỷ quái có uy hiếp tác dụng. Kỳ thật chủ yếu sợ đại ngốc bị quỷ mê, trúng cạm bẫy, dù sao đại ngốc không cần lúc trước, có rồi một cái tô tiểu muội ngày đêm chinh phạt. Tiến vào lầu ký túc xá, chúng ta không có đi lầu 2, mà là theo thứ tự kiểm tra lầu một gian phòng. Lầu một bảy gian phòng, đều là 8 người ở giữa, mỗi gian phòng nhiều thì 8 người, ít thì hai người, có thể thấy được, không có nháo quỷ trước, những học sinh này trôi qua thật thoải mái. Mặt đất đều là xi măng mặt, tối như mực ngược lại là không nhìn ra cái gì lỗ thủng, âm khí là dán chân tường hướng vào phía trong thẩm thấu, nếu như cái kia hoàng bị tử tiến đến, cũng là từ bên ngoài chui vào, không thể nào là theo hành lang nội bộ. Đi, lên lầu 2. Lầu 1 không có vấn đề, ta cùng đại ngốc theo thang lầu hướng lầu 2 đi, đi chưa được mấy bước, liền nghe tới rồi một trận tiếng nói chuyện. Ta cùng đại ngốc liếc nhau một cái, ai cũng không có lên tiếng âm thanh, xuống ý thức thả nhẹ rồi bước chân, cẩn thận lắng nghe. "Ngươi gạt ta, đều là gạt ta đúng hay không?" Đây là một cái hơi có vẻ kích động giọng nữ, vẫn mang theo một tia tiếng khóc. "Đừng làm rộn." Một cái hơi có vẻ âm trầm nam tiếng vang lên, nghe tựa hồ là đối với nữ sinh kia quá không kiên nhẫn. "Ngươi dám ném ta xuống, ta liền đem chúng ta quan hệ lộ ra ánh sáng." Nữ sinh kia tự hồ gấp ngươi dám. Nam nhân tức hỗn hển thanh âm tùy theo truyền đến, sau đó liền một trận dãy dụa thanh âm. Ta cùng đại ngốc liếc nhau một cái, tiếp tục hướng lên đi, trận kia dãy dụa thanh âm cũng càng lúc càng lớn, đi đến đầu bậc thang lúc, một đôi tái nhật tay đưa ra ngoài, bắt lấy cánh cửa chân, dãy dụa lấy hướng về phía trước bò, lộ ra rồi hé mở thanh tú mà tái nhật khuôn mặt nhỏ. Cứu ta! Nàng đối với ta cùng đại ngốc vương tay, gương mặt thanh tú lên tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ là tay vừa mới nâng lên, nàng người liền bị kéo rồi trở về. Đi mau. Ta cùng đại ngốc gấp đi hai bước, liền nhìn thấy một cái nam nhân đem nạn kéo vào rồi lầu hai sát bên đầu bậc thang thứ nhất ở giữa trong túc xá. Ta không hề nghĩ ngợi liền vọt tới, sự tình có biến, cái này căn bản không phải đơn giản nháo quỷ, vừa mới chúng ta trông thấy đều là chân thật. Xông vào gian kia ký túc xá, một cái nam nhân đưa lưng về phía chúng ta, hắn đem nữ sinh kia chứa vào rồi một cái túi xi măng con, bó chặt rồi miệng túi, theo cửa sổ thuận xuống dưới, tiếp đó thăm dò nhìn một chút, người cũng nhảy xuống theo. Từ đầu đến cuối, ta đều không thấy được nam nhân kia mặt, chẳng qua ngược lại là thấy được nam nhân kia bóng lưng. Không có việc gì, chúng ta đợi chờ nhìn. Ta đối với đại ngốc gật gật đầu, cái này căn bản không phải cái gì nháo quỷ, mà là một cái tín hiệu cầu cứu là nữ sinh kia tồn trữ rồi hơn 20 năm oán niệm trải qua âm khí cò rửa sau khi lấy được hiển hiện. Vừa mới trải qua, liền là cái kia nữ học sinh ngộ hại trải qua, mỗi đến tối, âm khí dày đặc nhất lúc, một khi âm khí chịu đến kích phát, nàng liền sẽ đem chính mình ngộ hại trải qua tái diễn một lần. Sở dĩ là như thế này, mà không phải nàng oan hồn ra tới ồn ào, chỉ có thể nói rõ một điểm, nàng thi cốt vẫn còn, hơn nữa không phải là tùy ý vứt bỏ, mà là tại cái kia người trong khống chế. Tần Hồng liên tình báo có sai, loại tình huống này xuống, cái kia hoàng bị tử căn bản không có khả năng ra tới, cũng sẽ không xảy ra đến. Bởi vì ở chỗ này ta căn bản sẽ không cùng cái gọi là quỷ đánh nhau. Mỗi lúc trời tối, nơi này chiếu lại bất quá là lúc ấy nữ sinh kia ngộ hại hình tượng. Nhạc Ca, đây con mẹ nó không thích hợp a, à, đại ngốc cũng phát giác không bình thường. Ngày mai tại nhìn một lần, ta bất đắc dĩ lắc đầu cùng đại ngốc cùng một chỗ hướng ta đi đến. Nhìn vừa mới hình tượng, người kia là đem thi thể ném vào lầu ký túc xá mặt phía nam, cũng chính là lầu ký túc xá mặt sau, vậy trước kia là một cái vườn rau, liên tiếp trường học nam đại vách ngăn. Nếu như từ nơi này chở đi thi thể, xác thực có thể tránh ánh mắt của một số người, làm đến thần không biết quỷ không hay. Không có sao chứ. Gặp ta cùng đại ngốc bình an trở về, lão bàn lại gần cười ha hả hỏi, vẻ mặt bát quái không có việc gì, chẳng qua quỷ cũng không có xử lý lưu loát, ngày mai chúng ta còn sẽ tới, ta giả bộ như rất mệt mỏi thần sắc, đối với hắn gật gật đầu, liền đi ra phía ngoài. Sau khi lên xe, ta cùng đại ngốc đem tình huống bên trong nói một lần, trương mạc cùng tiểu muội đều trầm mặt, người nào đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, bắt quỷ biến thành phá án. Tần Hồng Liên cũng không biết rõ tình huống bên trong. Thanh Thanh cũng hiện thân ra tới, lầu ký túc xá tình huống bên trong nàng cũng nhìn thấy thanh thanh ngươi thấy thế nào ta hỏi thanh thanh thở dài một hơi cùng phán đoán của ta không sai biệt lắm bị hại nữ sinh kia chỉ sợ còn không có thoát khỏi vừa mới hình tượng là oán khí của nàng biến thành âm khí là kiếp nổ oán khí mới là căn bản nếu như người kia sớm đem hủy thi diệt tích qua nhiều năm như thế chỉ sợ truyền ra nháo quỷ địa phương cũng không phải là nơi này mà là chôn xác đất nhưng bây giờ, cái này một ngụm tồn trữ nhiều năm oán khí chỉ là từng lần một chiếu lại lúc ấy hình tượng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người kia vẫn chưa thả qua nữ sinh kia, vô luận nàng là người hay là quỷ. Chờ Thanh Thanh nói xong, chúng ta mấy cái liếc nhau, người nào đều không có lên tiếng, có một chút có thể xác nhận, chuyện này nhất định phải quản. Tần tỷ, tình báo của ngươi không chính xác a, à, ta nghĩ nghĩ, dự định thăm dò một cái tầng hồng liên, liền bấm điện thoại của nàng có ý tứ gì tần hồng liên trầm giọng hỏi ta đem tình huống nói chuyện tần hồng liên nói lập tức liền tới đây để chúng ta chờ một chút không dùng hai phút đồng hồ nàng từ trung học khía cạnh chạy tới nhìn phương hướng đúng lúc là nam đại vách ngăn cái kia mặt ký túc xá tình huống bên trong chúng ta xác thực không có để bụng chỉ là xác định bên trong nháo quỷ về phần ký túc xá nền tảng dưới mặt có thể xác định cái kia hoàng bì tử là ở chỗ này tần hồng liên trước đó quá xác định nói ra ra một cái đi ta hướng về sau khẽ nghiêng chuyện lần này rất có thể lại là một cái bẫy tần hồng liên thần sắc bất định nhìn chúng ta một chút xuống sau xe gọi một cú điện thoại xuống lên mệnh lệnh đến nửa giờ sau tần hồng liên điện thoại lại vang lên nàng sau khi tiếp sắc mặt đột biến răng cắn đến kẻo kẹt trung đồng thế nào kỳ thật đều không cần hỏi chỉ là theo tần hồng liên trên nét mặt nhìn, ta liền biết, nàng bị chơi xỏ. Là thế thân. Tần hồng liên nghiến răng nghiến lợi gạt ra hai chữ. Rất nhanh, chúng ta cũng nhìn được cái kia thế thân, nói là thế thân có lẽ có điểm không thỏa đáng, tần hồng liên thủ hạ đưa tới là một con đã chết đi đã lâu hoàng bị tử. Chỉ bất quá cái này hoàng bị tử chỉ còn xuống một cái xác không, nội bộ đã bị móc sạch, thay thế là từng cái xếp xong giấy trác, Cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt, ta định chỉ không có cười, cái kia hoàng bị tử dùng một miếng da cùng một chút giấy trác lừa qua rồi tầng Hồng Liên, cũng đem chúng ta lượn quanh đi vào. Lầu ký túc xá sự tình chúng ta nhất định phải quản, đầu kia hoàng bị tử cũng có thể thừa cơ hội này thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Chỉ là không biết, lầu ký túc xá bên trong ẩn tàng chân tướng, có phải hay không cùng cái kia hoàng bị tử có quan hệ, còn là đây cũng là một cái bẫy bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Ký thác Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 77 Ký thác chúng ta sẽ tiếp tục truy tung cái kia hoàng bị tử, chuyện nơi đây cũng sẽ không phóng xuống, có việc ngươi tùy thời gọi cho ta. Tần Hồng Liên rất gấp, câu nói vừa dứt liền vội vã rời khỏi. Nương, cái này cục diện rối rắm liền ném cho chúng ta rồi thôi, đại ngốc tức giận mắng một câu. Đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại nói. Ta nhìn tần hồng liên bóng lưng, trong đầu xoay còn là cái nghi vấn kia, hết thảy chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đúng, các ngươi hôm nay tiến vào lầu ký túc xá phía sau lão bàn gọi một cú điện thoại. Ban đêm nằm ở trên giường thời gian, trương mạc đột nhiên nói ra. Lão bàn, hắn cho ai đánh, ta tò mò hỏi tại lão bàn trên thân ta thế nhưng là không có phát giác được một tia không bình thường là một cái hiệu trưởng hắn báo cáo nói các ngươi tiến vào trương mạc cẩn thận nhớ lại nói ra hẳn là ngô hiệu trưởng không có việc gì ta không quan tâm ngô hiệu trưởng là khẳng định phải hiểu rõ tiến trình vạn nhất chúng ta xảy ra chuyện hắn thoát không khỏi liên quan sáng ngày thứ hai ngô phòng làm việc của hiệu trưởng hôm nay là ngày cuối cùng nếu là lại không giải quyết được, các ngươi liền rời đi a, à, đánh vừa vào nhà, Ngô hiệu trưởng sắc mặt liền không đúng, hiện tại càng là bị chúng ta xuống rồi tối hậu thư. "Nháo quỷ sự tình trường học các ngươi không giải quyết rồi?" Ta nhíu mày hỏi. "Không giải quyết được liền hủy đi, dù sao cái kia tòa nhà cũng hơn 20 năm, thực sự không được, liền đổi chỗ xây." Ngô hiệu trưởng thái độ quá kiên định, chỉ cho chúng ta cái này thời gian một ngày. Ta hồ nghi nhìn xem hắn làm sao vừa mới thời gian một ngày hắn thái độ đột nhiên thay đổi phải nói ta cũng nói rồi các ngươi nhìn xem xử lý nên cho tiền trường học của chúng ta một lông cũng sẽ không ít cho ngô hiệu trưởng xuống rồi lệnh đuổi khách việc này căn bản không có thương lượng đi ra văn phòng ta ngược lại thật ra không có bao nhiêu lo lắng chuẩn bị sung túc lời nói một đêm thời gian đầy đủ rồi gác cổng lão bàn trước đó thật nhiệt tình đi vào hắn liền ân cần cho chúng ta đổ nước, vẫn đưa qua hai điếu thuốc. quỷ thần việc này a, à, tốt nhất vẫn là ít dính. muốn đứng xa mà trông, một ngày liền một ngày a, à, hít vài hơi khói, lão bàn an ủi. làm sao ngươi biết chúng ta liền còn lại tại một ngày, lão bàn lợi an ủi để ta giật mình, nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn hỏi. lão bàn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cười ha hả nói. nghe ngô hiệu trưởng nói, nói xong, hắn bưng chén nước lên, uống một hớp nước mượn cơ hội che giấu cái kia bôi bối rối ta có thể xác định hắn đang nói láo ngô hiệu trưởng căn bản không có đã nói với hắn bất quá hắn tại sao muốn nói láo còn là nói hắn biết rõ một thứ gì rời đi gác cổng lúc ta có thể cảm giác được lão bàn rõ ràng thở dài một hơi hắn ước gì chúng ta mau chóng rời đi lão già kia nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta đi ra cửa trường đại ngốc chửi thề một tiếng phi thường khẳng định nói trước mặt kệ hắn, ban đêm nhìn qua nam nhân kia chính diện lại nói. Lão bàn chỉ là một cái canh cổng, từ trong miệng hắn cho dù là đào cũng đào không ra thứ gì, trọng yếu nhất còn là nam nhân kia. Mùng 8 giờ, ta cùng đại ngốc đúng hạn đi vào cửa trường học, lão bàn còn là như vậy, vội và cuốn cuồng đưa chìa khóa cho ta, dài dòng văn tự để cho ta cẩn thận. Tần Hồng Liên cũng tại, nàng nói ngày cuối cùng nàng nhất định bồi đến cùng, về sau hợp tác ngày còn rất dài. Về phần lão bàn, nàng cũng bắt đầu tay điều tra, tình huống cụ thể ngày mai là có thể tra rõ ràng. Cùng giống như hôm qua, dân hương, vẫy giấy vàng, vừa tiến vào lầu ký túc xá, ta cùng đại ngốc thẳng đến lầu 2. Ngươi phải điều đi, ngươi gạt ta, đều là gạt ta đúng hay không? Còn là hôm qua cái kia giọng nữ, chỉ bất quá lời nói khác biệt, hôm nay so với hôm qua nhiều một câu, ngươi phải điều đi, cũng đã nói lên, cái này cái nam nhân rất có thể là trường học lão sư. Ta tranh thủ thời gian xông lên phía trên, đi vào đầu bậc thang lúc, một đôi tái nhật tay gian nàng đưa ra ngoài, ta không có do dự, một nắm chặt tay của nàng, đem nàng hướng ra phía ngoài rồi, đồng thời đối với đại ngốc hô. Đi xem người kia mặt. Không đợi đại ngốc xông đi lên, nữ sinh này đã bắt đầu tiêu tán, nằm nhân kia cũng giống như thế, lưu cho ta cùng đại ngốc vẻn vẹn một cái mông lung cái bóng. Thảo. Ta oán hận mắng một tiếng, lần này là chính ta vờ ngớ ngẩn rồi nữ sinh này lưu lại xuống chiếc kia oán khí đã là ký thác cũng là hy vọng ta cầm tay của nàng liền là tiếp nhận nàng ký thác không biến mất mới là lạ thấy rõ sao ta quay đầu nhìn về phía đại ngốc hy vọng hắn có thể thấy rõ nam nhân kia dáng dấp ra sao mơ mơ hồ hồ không thấy rõ ràng mặt tóc giống như không phải là quá nhiều đại ngốc cũng có chút buồn nản hắn đồng dạng không thấy rõ không có việc gì. Ta suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hôm nay thu hoạch vẫn là rất nhiều, có một câu kia, ngươi phải điều đi, như vậy đủ rồi. Chỉ cần tra ra năm đó đến cùng là ai tại cái kia ngay miệng điều đi, cơ bản liền có thể khóa chặt hung thủ. Gác cổng chỗ, lão bàn đã sớm tại loại kia thủ đoàn, nhìn thấy ta cùng đại ngốc ra tới, xa xa chào đón, hỏi. Thế nào? Thế nào? sẽ không có chuyện gì rồi ta quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tòa nhà lầu ký túc xá âm thầm thở dài một hơi nói cách khác giải quyết có đúng không lão bàng trên mặt hiện lên một vòng vui mừng giải quyết đại ngốc lạnh giọng khờ khí trả lời ta hơi nghi hoặc một chút lão bàng trên mặt vui mừng không phải là giả hắn là chân thật cho chúng ta cao hứng nếu như hắn thật cùng chuyện này có quan hệ không phải là loại vẻ mặt này tiếp nhận rồi nữ sinh kia ký thác trường học nơi này cần ta tra địa phương đã không có, về phần lão sư nào tại lần kia sự kiện trước sau chuyển đi, càng không phải là ta có thể tra được. Cho dù là ta nghĩ tra hồ sơ, ngô hiệu trưởng cũng sẽ không cho phép ta tra, về phần đi cục hồ sơ loại hình địa phương, ta chính là một cái bình thường tiểu bách tính, căn bản không có cái kia quan hệ. Lúc này liền phải dựa vào tầng hồng liên rồi, con đường của nàng lỗ mãn, mặt trên còn có người, không tìm nàng tìm ai. Về nhà, đến tiếp sau giao cho Tần Hồng Liên đi xử lý. Đối với sai sử Tần Hồng Liên, ta không có có gánh nặng trong lòng, quay đầu xe về nhà. Tần Hồng Liên đáp ứng rất sung sướng, đồng thời nói cho ta biết lão bàn tình huống đã đã điều tra xong. Lão bàn không có gì văn bằng, năm nay hơn 60 tuổi, làm gác cổng đã 10 năm, là 50 tuổi năm đó đến bảo tuyền Tam Trung. Tình huống bình thường xuống, gác cổng cũng không phải người nào đều có thể làm, đặc biệt là trung học, một loại đều tuyển nhận 40 tuổi trái phải, hướng hắn loại này hơn 60 tuổi, căn bản không ai nguyện ý muốn. Rất rõ ràng, lão bàn là dựa vào quan hệ đi vào, về phần là cái nào quan hệ, trước mắt còn không phải trở nên. Nhìn không ra cái gì mau bệnh, trương mạc góp sang xem một chút tần hồng liên phát tới lão bàn tin tức, lắc đầu nói. Xác thực nhìn không ra cái gì mau bệnh, cùng phần lớn người không sai biệt lắm, vấn đề duy nhất là hắn là dựa vào thủ đoạn người nào quan hệ đi vào tam trung. 11 giờ tốt, để cho ta ngoài ý muốn là, Tần Hồng Liên cũng tại, trong tay vẫn cầm một cái hồ sơ túi, có tin tức. Cho, hẳn là chính là người này, nàng đem hồ sơ túi đưa qua, thở phào nhẹ nhõm. Ta nhận lấy, mở ra xem, người này ta biết, là Tam Ngốc Tử. Tam Ngốc Tử là huyện chúng ta trường chuyên cấp 3 lớp 10 phó hiệu trưởng, bởi vì là Tam bả thủ vẫn thường xuyên chải đầu cái địa trung hải đầu tóc loại, cho nên các học sinh cho hắn một cái tam ngốc tử ngoại hiệu. Ta biết hắn là bởi vì có một lần đi lớp 10 nhìn đồng học, đồng học coi hắn là làm trò cười tới nói. Chỉ một mình hắn phù hợp điều kiện sao, ta hỏi. liền hắn một cái. Tần Hồng liên gật gật đầu, nói lão bàn cũng là hắn giới thiệu tới Tam Trung. Lần này, ta có thể xác định, liền là hắn, Trương Mạc hôm qua cùng ta nói lão bàn cho hiệu trưởng gọi một cú điện thoại, báo cáo hành tung của chúng ta, rất có thể căn bản không phải cho ngô hiệu trưởng đánh, mà là cho cái này tam ngốc tử. Còn có ngô hiệu trưởng thái độ đột nhiên chuyển biến, hẳn là cũng cùng cái này tam ngốc tử thoát không được quan hệ. Ngày mai chiếu cố hắn. Ta nhẹ gật đầu tam ngốc tử ảnh chụp, theo tướng mạo lên nhìn, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng giết qua người. Hắn rất mập, 1 m bảy thân cao hơn 160 cân, nâng cao cái bụng lớn, tóc trên cơ bản rơi sạch, ứng gia tộc này di truyền, tại lầu ký túc xá đại ngốc nhìn thấy bóng người cũng là tóc không nhiều. Ngày thứ hai, 12 giờ trưa. Ta cùng đại ngốc canh giữ ở nhìn sông cư xá, rất nhanh liền nhìn thấy một cổ nhã các lái tới, ta cùng đại ngốc đi theo hắn tiến vào cư xá, theo hắn đứng tại một tòa cao bảy tầng gia chút lâu xuống. Ta cùng đại ngốc một trước một sau, vọt tới Tam Ngốc Tử trước mặt, đem hắn kẹp ở giữa, nói khẽ: "Chúng ta nói chuyện a, à, các ngươi là ai?" Tam Ngốc Tử đề phòng hỏi. Nói chuyện ngươi tại Bảo Tuyền Tam Trung Lầu ký túc xá bên trong đều đã làm gì? Ta nhìn chồng chọc vào ánh mắt của hắn nói ra: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Tam Ngốc Tử trâu thủ đoạn lông mày, theo trên mặt của hắn không nhìn thấy một tia kinh hoảng. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Thập tự giá bên trên chuột Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 78 Thập tự giá bên trên chuột tam ngốc tự trấn định vượt quá dự liệu của ta, thậm chí để cho ta hoài nghi có phải hay không sai lầm. Mẹ ngươi, miệng chân thật kiên định, đại ngốc không quen mắng hắn, một bàn tay quạt tới, tam ngốc tử bị đánh có chút bức bách sửng sốt một cái phía sau liều mạng dãy dụa lên đến một bên dãy dụa một bên hô to có ai không cướp bóc rồi cái giờ này chính là xuống đám người nhiều thời gian ta cùng đại ngốc chẳng những không thành công còn kém chút bị xem như cướp bóc hắn liền không sợ chúng ta đem chuyện của hắn bị chọc ra nhảy ra ngắm sông cư xá đại ngốc còn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới tam ngốc tử lá gan lớn như vậy cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, hắn sợ cái gì? Ta có chút nhục chí, cái này tâm ngốc tử sao ta tưởng tượng còn muốn trấn định, hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mấu chốt là chúng ta bây giờ không chứng cứ. Gặp được kẻ khó chơi đi. Tần Hồng liên lúc này gọi điện thoại tới, vừa tiếp xúc với lên đến, chính là nạn trêu chọc thanh âm. Ngươi đều biết rõ rồi, ta nhíu mày hỏi. Ta cùng đại ngốc vừa ra tới, nàng liền biết rồi xem ra ngắm sông trong cư xá có nàng người sẽ nói cho ngươi biết một tin tức vương hưng giang cả một đời không cưới vợ còn có ngươi có thể tìm ngươi tiểu di hỗ trợ các nàng hôi gia thích hợp làm theo dõi cái này công việc tần hồng liên tựa hồ tâm tình không tệ còn giúp mắng ra một ý kiến bỏ xuống xuống điện thoại ta rất rõ ràng ta cùng đại ngốc đã thảo kinh xà trong khoảng thời gian này muốn bắt được tam ngốc tử nhược điểm rất khó gọi điện thoại cho tiểu di để nàng đem phái tại âm cửa hàng cổng hôi gia phái đến tam ngốc tử nhà, ta muốn chầm chầm chết hắn, ta cũng không tin, hắn không sẽ lộ ra một điểm chân ngựa. Tiểu Di đối với việc này cảm thấy rất hứng thú, để cho ta yên tâm, hết thảy giao cho nàng. Đằng sau ba ngày, tam ngốc tử vương hưng giang trước đó giống như ngày thường, bình thường đi làm, không có một tia dị động. Nhạc nhạc, phái đi giám thị vương hưng giang hôi gia toàn bộ đều mất tích. Thứ bốn ngày buổi sáng, còn không có lên tiểu di liền điện thoại tới cái gì mất tích ta nhảy ngồi lên đến nghẹn ngào hỏi không sai đại tiên đầy đủ liên lạc không được chẳng qua ngươi yên tâm việc này không để yên tiểu di oán hận trả lời cúp điện thoại nhạc ca xảy ra chuyện rồi tiểu di điện thoại vừa cúp máy đại ngốc lại đánh tới thanh âm có loại dị dạng phẫn nộ đây là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói lòng ta lọc bọc một cái. Tiệm chúng ta cổng treo 30 con chuột chết, ngươi tranh thủ thời gian đến một chuyến đại ngốc tận lực để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nhưng từng tia từng tia thanh âm rung động còn là bại lộ tâm tình của hắn. Đi, trong tiệm xảy ra chuyện rồi. Ta bò lên đến mặt quần áo, ném ở một câu phía sau lập tức hướng về trong tiệm chạy tới. Ngươi nhìn. Đại ngốc lấy điện thoại di động ra, để ta nhìn phía trên ảnh chụp ba mươi con chuột lớn chỉnh tề treo trên cửa cái chết của bọn nó pháp tướng cùng như cùng người như nhau thành hình chữ đại đóng ở rồi trên thập tự giá thi thể ta hảo hảo thu về đại ngốc chỉ chỉ sau khi phòng một cái túi ta đi qua lật tới lật lui rồi một cái cái túi cùng trên tấm ảnh như nhau ba mươi con chuột lớn mỗi một cái đều bị đóng lên năm cái cái đinh theo thứ tự là tứ chi cùng trái tim trương mạc cũng tại lúc này chạy đến Câu mày nhìn xem đại ngốc trên điện thoại di động ảnh chụp. Ta lấy ra điện thoại di động, cho Tiểu Di gọi tới, kết nối sau khi trầm giọng nói. Tiểu Di, một hồi ta đi qua, mất tích hôi gia tìm được. Nhạc ca, cái này mẹ hắn là khiêu khích, nhất định là tam ngốc tử tên vương bác đảng kia làm đại ngốc trốt cục đè ép không được phẫn nộ trong lòng, gầm nhẹ nói ra. Không cần hắn nói, ta cũng biết là tam ngốc tử làm, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ lấy loại thủ pháp này đến phản kích. Hắn làm như vậy, triệt để đắc tội hôi gia. Loại thủ pháp này tất nhiên sẽ đưa tới hôi gia trả thù, lấy tâm ngốc tử nhìn thấy chúng ta lúc loại kia trấn định, ta có thể xác định, hắn có đầy đủ tự tin ứng phó hôi gia trả thù. Tới rồi tiểu di nhà, ta đem cái kia một cái túi chuột thi thể đưa tới, tiểu di sau khi nhận lấy còn có chút không kịp phản ứng. Khi thấy cái kia từng cái bị đóng ở trên thập tự giá thi thể, tiểu di sắc mặt triệt để thay đổi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ đây là khiêu khích dừng một chút sau khi lại nói nhạc nhạc ngươi về trước đi ta cùng đại tiên thương lượng một cái nói cho ngươi kết quả cái gì ta coi là nghe lầm cái này chuyển hướng quá nhanh rồi nghi hoặc nhìn tiểu di ngươi về trước đi chờ điện thoại ta tiểu di xấu hổ chớp chớp mắt hướng ra phía ngoài đẩy ta đi thôi ta lập tức minh bạch Tiểu Di sợ rồi, liền đối với đại ngốc chép miệng, nắm trương mạc tay đi ra ngoài. Tam ngốc tử lần này thủ pháp quá kịch liệt, cũng quá huyết tinh rồi, lấy Tiểu Di tính cách, sợ hãi là rất bình thường. Tiểu Di sợ hãi không có nghĩa là hôi da sợ hãi, 30 con chuột, toàn bộ bị đóng đinh, lấy hôi da mang thù cá tính, không có khả năng cứ như vậy buông tha tam ngốc tử. Nghe nói các ngươi cửa hàng bị treo thi rồi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền lại ngàn dặm, trên đường ta nhận được tần hồng liên điện thoại, nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Treo. Ta tức giận trở về hai chữ, lại hỏi. Ngươi xác định Vương Hưng Giang liền là một người bình thường. Dám treo hôi gia thi, còn có thể là người bình thường, đừng đùa rồi. Tần Hồng Liên chăm chọc nói. Mẹ! Ta ngầm thầm mắng một câu, vốn cho rằng liền là một cái bình thường tình sát án, chỉ cần tìm được hung thủ, thay nữ sinh kia báo thù liền có thể, không nghĩ tới vương hưng giang ẩn giấu sâu như vậy. Còn có, hai ngày này đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta hoài nghi gia hỏa kia là một người điên, ngươi cẩn thận một chút. Tần hồng liên ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên đến, cảnh cáo ta một câu. Minh Bạch Ta gật gật đầu, bỏ xuống xuống điện thoại, sự tình so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Suy nghĩ kỹ một chút vương hưng gian cuộc đời, phụ mẫu chết sớm, cả một đời không cưới vợ, theo trong trấn học một cái bình thường lão sư hỗn tới huyện trọng điểm trung học phó hiệu trưởng, loại người này hẳn là khéo léo, rất biết giải quyết. Bởi vì là quản chính giáo, hắn tại học sinh bên trong danh tiếng thật không tốt, hàng năm tốt nghiệp quý, đều có học sinh trên đường buồn bã hắn. Nhiều năm như vậy, hắn không lộ ra một điểm sơ hở, xem ra đến liền là một người bình thường. Mà bây giờ, một khi lộ ra trăng độc, bị ác độc như vậy, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Ta hiện tại vẫn tin, chuyện lần này liền là cái kia hoàng bị tử làm ra đến, chiêu này mượn đau giết người chơi chân thật trượt. Nhạc ca, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Trở lại trong tiệm, đại ngốc còn là tức giận bất bình. Không thể làm các loại, để cho ta ngẫm lại. Ta vuốt vuốt mi tâm, sự tình không đơn giản như vậy. Ta cùng đại ngốc ngày đó chạy đến tận cửa, tam ngốc tử đều không đối hai chúng ta động thủ, ngược lại là tại ba ngày sau đối với hôi gia xuống rồi sát thủ, cái này chỉ có thể nói rõ, những cái kia hôi gia phát hiện tam ngốc tử bí mật. Hắn đây là giết chuột diệt khẩu, tiếp đó lập uy. Nhạc nhạc, lần này chúng ta hôi gia cùng hắn đòn khiêng lên. Tiểu di điện thoại lúc này tới, nghe ngữ khí của nàng, ngược lại là hăng hái, cùng vừa rồi phản phất giống như hai người, quá hiển nhiên, hôi lão thái lên tiếng. Cần ta làm cái gì sao?" ta hỏi. "Không cần, ngươi chờ xem kịch là được rồi, lần này tìm không trở về cửa hàng, chúng ta hôi cơ hội cũng không cần lăn lộn." Tiểu Di quá bá khí trả lời. Ta thở dài một hơi, có rồi hôi gia ở phía trước sông pha chiến đấu, chúng ta muốn an toàn nhiều, duy nhất nghĩ mãi mà không rõ là Vương Hưng Giang đến cùng là thân phận gì. Một người bình thường không có khả năng đem hôi gia phái đi thám mã toàn bộ Bắc Vết mà không lưu lại một tia vết tích, hơn nữa thủ pháp già dạ như vậy nói sạch sẽ. Nhưng từ giảng lịch của hắn nhìn lại, ngoài trừ chung thân chưa lập gia đình có chút kỳ quái bên ngoài, cái khác hết thảy đều sạch sẽ. 9 giờ tối, ta tại cửa ra vào treo lên hai cái đèn lồng đỏ, mở cửa đón khách, lại nghênh đón một cái ngoài ý muốn khách nhân. Vương Hưng Giang ta cau mày nhìn xem hắn đi vào trong cửa hàng, từng chữ nói ra nói ra. Không sai. Vương Hưng Giang gật gật đầu, cười nói Lớp 10 học sinh đều gọi ta tam ngốc tử, ngươi ưa thích cái nào liền gọi cái nào Ngươi đến, là muốn làm gì? Ta nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn hỏi Đánh chết ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đến trong tiệm của ta, đây là ý gì, thì uy sao Hắn định lấy bụng lớn đi vào trước quầy, đặt mông ngồi xuống, phải tay sờ soạn mắng tay trái trên ngón vô danh giới chỉ, cười ha hả hỏi ta và ngươi không thù a à, không thù ta lắc lắc đầu nói không hận a à, hắn tiếp tục hỏi không hận ta tiếp tục lắc đầu tóc trả lời đã không thù không hận ngươi tốt nhất quản tốt mình sự tình chúng ta sự tình giữa vợ chồng không cần đến các ngươi quản hắn đột nhiên thay đổi mặt âm trầm nói vợ chồng ta nhìn chầm chầm hắn tay trái trên ngón vô danh giới chỉ nếu như ta nhớ không lầm hắn cả một đời không kết hôn cái này nạn dâu là lấy ở đâu? Chẳng lẽ hắn chỉ là lầu ký túc xá bên trong nữ sinh kia, nhưng hắn rõ ràng đã giết nữ sinh kia? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Đầu hàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 79 Đầu hàng, ngươi không là gặp qua vợ ta sao? Thế nào? nàng rất xinh đẹp a à, tam ngốc tử lộ ra một vòng kỳ quái tiếu dung ta gặp qua ta nghi hoặc nhìn hắn trong lòng đã có đáp án hẳn là lầu ký túc xá bên trong nữ sinh kia nhìn đây là chúng ta hình kết hôn tam ngốc tử mở ra điện thoại điều ra một tấm hình đưa qua cho ta nhìn ta chần chờ một cái còn là tiếp quá điện thoại di động phía trên đúng là một trương ảnh chụp cô dâu tân lan là tam ngốc tử chẳng qua tân nương lại là một cái người giả ngươi có bị bệnh không ta đưa di động ném trở về tức giận mắng tam ngốc tử lấy điện thoại lại lại đối ta quỷ dị cười một tiếng quay người đi ra ngoài biến thái ta lại mắng một câu hắn vậy mà cùng một cái người giả chụp ảnh chụp cô dâu đầu óc nhất định có lừa bịp ta nhìn hắn là đầu bị lừa đá đại ngốc nhận lấy lời nói lứa còn muốn lao ra đánh tam ngốc tử ta ngăn đón đại ngốc không để hắn tới, tam ngốc tử buổi tối hôm nay có chút không bình thường, chỉ là chạy tới cảnh cáo hai ta câu, trả lại cho ta nhìn hắn cùng người giả chụp ảnh chụp cô dâu, một câu ngoan thoại không nói, người liền đi. Ta nghĩ nghĩ, cho tiểu di gọi một cú điện thoại, để nàng cẩn thận một chút, tam ngốc tử trạng thái có điểm gì là lạ. Không có việc gì, tiểu di quá an toàn, hồi gia xuất mã, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu di chẳng hề để ý trả lời. Sau khi cúp điện thoại, ta vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, tự hồ bỏ sót thứ gì. Nhạc ca, ta sống to gió lớn đều tới rồi, vẫn quan tâm hắn một cái tâm ngốc tử. Đại ngốc thái độ cùng tiểu di như nhau, có chút cùng vọng tự đại. Muốn nói tiểu di mãnh liệt còn có thể, nhưng đại ngốc tính cách ta rõ ràng, hắn là toàn cơ bắp, quyết định rồi một môn tuyệt đối sẽ không đổi. Đối với tam ngốc tử, hắn là phẫn nộ, là chán ghét, nhưng không có xem thường cái này một hạn nghĩ nghĩ ta cho Tần Hồng Liên gọi một cú điện thoại hỏi nàng Tam Ngốc Tử tài liệu cặn kẽ ngày mai cho ngươi Tần Hồng Liên trả lời rất sung sướng cũng mất hôm qua loại kia trêu chọc thậm chí còn có một chút ngưng trọng bỏ xuống xuống điện thoại ta tại trong tiệm xoay rồi vài vòng hay là không thể bình tĩnh luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác ta mau tới rồi ba nén hương đem thanh thanh kêu lên hỏi thanh thanh ngươi giúp ta tính toán đến cùng là chuyện gì xảy ra thanh thanh bóp lấy ngón tay tính toán nửa ngày đối với ta nói giống như trước đây đều là gặp dữ hóa lành không cần lo lắng quá mức a à, vừa nói xong thanh thanh biến sắc đối với đại ngốc nói ngươi qua đây ta nhìn kỹ một chút ngươi thanh thanh thân thể ta tốt đây đại ngốc không nhúc nhích tự tin vỗ vỗ bộ ngực tô tiểu mùi xẻo rồi hắn một chút tức giận cho người đi qua liền đi qua. Ta nghe người vợ. Đại ngốc hắc hắc ngốc cười một tiếng, đứng lên đến đi tới đường đơn trước, để Thanh Thanh kiểm tra. Thanh Thanh nhìn nửa ngày, cúi đầu trầm tư một lát, vẻ mặt ngưng trọng đối với ta nói. Hái đèn lồng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tốt. Ta không có hỏi vì cái gì, canh đồng trẻ trung vẻ ngưng trọng ta liền biết rõ, đại ngốc rất có thể xảy ra chuyện rồi. Hái xuống đèn lồng đỏ treo lên bạch đèn lồng ta lại ở trước cửa điểm ba nén hương đốt đi một xấp giấy vàng lúc này mới trở lại trong tiệm bật đèn thanh thanh tiếp tục ra lệnh ta đem trong phòng có thể thắp sáng đèn toàn bộ mở ra đại ngốc lúc này vẽ mặt bức bách xem chúng ta không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì người xem một chút đại ngốc sắc mặt bình thường sao thanh thanh chỉ vào đại ngốc hỏi ta đi qua nhìn kỹ đại ngốc nửa ngày đại ngốc làn da tương đối đen ban đêm mở cửa đón khách trong phòng đều là ảm sắc điệu tại tăng thêm cổng hai ngọn đèn lồng đỏ căn bản nhìn không ra dị thường bây giờ tại bình thường ánh đèn xuống ta mới phát hiện đại ngốc trên mặt có một vệt dị dạng ứng hồng ta tiếp cận chết cầm bốc lên đại ngốc mặt ngạc nhiên phát hiện vậy căn bản không phải cái gì ứng hồng mà là so sợi tóc vẫn mảnh tơ máu mí mắt thanh thanh lại ở bên cạnh gợi ý một câu ta tranh thủ thời gian gỡ ra đại ngốc ánh mắt mí mắt bên trong cùng trên mặt của hắn như nhau tràn đầy từng đạo tơ máu những tia máu kia như có sinh mệnh vẫn đang du động như thế chỉ trong chốc lát tơ máu lại tăng lên mấy đầu cổ sao ta phản ứng đầu tiên liền là cổ nhưng là thanh thanh lắc đầu nói ra hẳn là đầu hàng đầu hàng ta có chút khó tin chúng ta có vẻ như không có đắc tội qua đầu hàng sư a à liền như là cổ như nhau, đầu hàng tại Đông Bắc vô cùng ít thấy, đại ngốc làm sao lại bên trong đầu hàng. Tam ngốc tử Đột nhiên, ta trong đầu hiện lên một trương hói đầu mặt béo, những ngày gần đây, duy nhất cùng chúng ta đối địch liền là hắn. Là hắn đem 30 con chuột đóng đinh tại trên thập tự giá, treo ở rồi tiệm chúng ta cổng, hơn nữa hắn vừa mới còn tới rồi trong tiệm. Nếu như đại ngốc bị xuống rồi đầu hàng, như vậy ngoại trừ hắn không có người khác, làm sao giải ta vội vàng hỏi nói như là cổ như nhau đầu hàng có thế xuống liền có thể giải thanh thanh ra hiệu đại ngốc hướng về phía trước đến vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần như thế chỉ trong chốc lát đại ngốc trên mặt cùng mí mắt bên trong tơ máu lại nhiều rất nhiều ta giải không được chỉ có thể trì hoãn đầu hàng phát tác thời gian thanh thanh lắc đầu nói ra trì hoãn cũng được chỉ cần bất tử thế nào đều đi Ta lập tức dựa theo Thanh Thanh phương pháp, trị liệu Đại Ngốc. Một chén 60 qua thuần lương thực sản xuất rượu đế, một chén giấm trắng, một đĩa nhỏ đảo thành bùng toán, tại tăng thêm một nắm tàn hương. Mấy thứ đồ hỗn hợp lại cùng nhau phía sau tăng thêm một trương nhóm lửa lá bùa, Đại Ngốc uống một hớp rồi đi vào. Chuyện này chỉ có thể là trì hoãn, hơn nữa trì hoãn bao lâu còn chưa nhất định. Thanh Thanh cau mày, nhìn xem Đại Ngốc trong ánh mắt tràn đầy lo lắng dừng một chút phía sau Thanh Thanh lại nói. Đầu hàng hẳn là thông qua những cái kia hôi da chuột xuống. Vậy ta làm sao không có việc gì, ta nghi ngờ hỏi. Những con chuột kia, ta cũng chạm đến, vì cái gì ta không sao. Thanh Thanh nhìn ta một chút, nói ra. Bởi vì tam sinh cổ. Cái kia có thể hay không dùng tam sinh cổ thành đại ngốc giải đầu hàng, ta vội vàng hỏi nói. Có thể là có thể, chẳng qua ngươi có thể khống chế tam sinh cổ sao trên mặt ta vừa hiện ra một vòng vui mừng, theo thanh thanh nửa câu nói sau trong nháy mắt biến mất. Tiểu Di, ta chợt nhớ tới đến, những con chuột kia bị ta đưa đến Tiểu Di cái kia, đại ngốc đã trúng rồi đầu hàng, cái kia Tiểu Di thế nào? Ta lập tức cho Tiểu Di đẩy tới, điện thoại vang lên hơn nửa ngày vừa mới kết nối, không chờ ta mở miệng, Tiểu Di ngược lại là mở miệng trước. Nhạc nhạc, Tiểu Di lần này chỉ sợ muốn không chịu nổi rồi tam ngốc tử cái kia đáng giết ngàn đau vậy mà lại rơi xuống. Tiểu di ngươi đừng vội, ta giữa lúc đang nghĩ biện pháp, ta chỉ có thể dạng này an ủi, về phần làm sao giải gián, ta là một điếm đầu mối không có. Ta không cầu cái khác, ta muốn là chết, nhạc nhạc ngươi nhất định phải cho tiểu di báo thù, hàng năm ngày dỗ, đừng quên cho tiểu di đốt điểm tiền giấy. Tiểu di càng nói càng đáng thương, có thể trúng khí cũng rất đủ để, thanh thanh ở một bên chép miệng, lặng yên nói với ta. Nàng không có việc gì, muốn chết cũng là đại ngốc chết trước. Ta nhìn thoáng qua tội nghiệp đại ngốc, lại nhìn một chút đầu bên kia điện thoại bắt đầu tiến hành đánh khổ tình bài tiểu di, ném xuống một câu. Tiểu Di, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi giải rồi đầu hàng, liền cúp điện thoại. Đầu hàng, đại thể chia làm dược hàng, phi hàng cùng quỷ hàng, đại ngốc cùng ngươi tiểu di bên trong hẳn là dược hàng. Thanh thanh cau mày giải thích nói, dược hàng nhưng thật ra là đơn giản nhất cũng là phiền toái nhất một loại đầu hàng chỉ cần biết rằng là loại thuốc nào dáng thậm chí một ngụm thủy hoặc là một sợi tóc đều khả năng giải dáng nhưng nếu như không biết ăn sai hiểu rõ phương mất mạng cơ hội sẽ đạt tới chính thành kỳ thật dược hàng cùng cổ độc quá tương tự đều là đơn giản nhất cũng là phiền toái nhất thanh thanh lại mở ra đại ngốc mí mắt đại ngốc lúc này liền tự như một con mắt đỏ con thỏ trong hai mắt đã hiện đầy tơ máu ta đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay tốt như lửa đốt như nhau đau, đưa tay nhìn thoáng qua, nơi lòng bàn tay không biết lúc nào xuất hiện một điểm đen. Liền như là những tia máu kia như nhau, điểm đen lan tràn ra phía ngoài, tự như nắm mốc như nhau khuếch tán, nhưng lại thật giống như bị cái gì ngăn cản, mỗi lần bên ngoài khuếch trương một điểm, lại cấp tốc rút về. Từng đợt thiêu đốt cảm giác đau cũng đương nhiên trong lòng bàn tay không ngừng truyền về. Là cái kia cái điện thoại. Ta cắn răng nói ra, ta lúc này mới hiểu được, vì sao Tam Ngốc Tử tên Vương Bác đảng kia muốn để ta nhìn hắn điện thoại di động bên trên ảnh chụp cô dâu, hắn là vì cho ta xuống cổ. Buồn cười ta khi đó còn tưởng rằng Tam Ngốc Tử là đầu óc có vấn đề, vẫn mắng hắn biến thái, chỉ sợ hắn khi đó sẽ ở trong lòng mắng ta ngu xuẩn a. À. Không có việc gì. Thanh Thanh nhìn thoáng qua lòng bàn tay của ta, khóa chặt lông mày triển khai, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng tiếu dung đối với ta nói. Hắn rất không nên làm liền là đối ngươi xuống đầu hàng. Vì cái gì ta nghi ngờ hỏi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Người giả Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Người giả đầu hàng thuật là miêu cương cổ thuật lưu truyền đến Đông Nam Á phía sau kết hợp nơi đó vu thuật diễn biến mà thành, Cơ bản nguyên lý nhất trí, hơn nữa đều có một cái khuyết điểm trí mạng. Thanh Thanh nhếch miệng lên một vòng ý cười, tự nhiên nghĩ đến rồi chuyện gì buồn cười. Cái gì khuyết điểm? Ta hỏi, trong lòng bàn tay lại là một trận toàn tâm đau đớn. Thanh Thanh lường ta một chút, chậm ung dung nói ra. Cổ cùng hàng đều cùng thi thuật người có nhất định liên hệ, một khi cổ hoặc là hàng bị người giải khai, thi thuật người đều phải bị nhất định phản phệ. Đương nhiên cổ độc cùng dược hàng ngoại trừ, hai loại chỉ là vì hạ độc chết bị thuộc người. Một bên nói, nàng một bên lấy ra một cây châm, nhắm ngay lòng bàn tay của ta viên kia điểm đen. Ngươi muốn đâm đi xuống sao, ta cau mày hỏi. Lời mới vừa nói ra miệng, thanh thanh trong tay kim đâm xuống dưới, còn sót lại xuống chừng hạt gạo điểm đen bị đâm thủng, một điểm chất lỏng sền sệt chảy ra, cấp tốc hướng về hướng ra phía ngoài mở rộng, tự như muốn đem ta toàn bộ sách tay bao ở trong đó có tam sinh cổ tại, đừng lo lắng. Thanh Thanh cấp tốc giải thích một câu, đồng thời tay lấy ra phù bao khỏa tốt cây kia châm, gấp thành một cái tiểu nhân, đặt ở trên quầy. Tiểu nhân giật giật, giống như một cái lạc đường tiểu hài, siêu siêu vẹo vẹo muốn đi ra phía ngoài. Như thế chỉ trong chốc lát, ta trên lòng bàn tay điểm này điểm đen đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lòng bàn tay đích da da tự như làm một năm việc nặng, xuất hiện vết chai. Người bên trong là hỗn hợp hàng, thuộc về phi hàng một loại, nói đơn giản một chút, liền là dược hàng tăng thêm linh hàng, dược hàng liền giống với cổ trùng, linh hàng liền tự như người tinh thần hoặc là âm hồn. Thanh Thanh giải thích đơn giản dễ hiểu, nhưng cũng cho ta càng thêm nghi hoặc, nàng là một chỉ hồ ly, những vật này nàng nguyên vốn cũng không hiểu. Hơn nữa nàng cũng đã nói, vô luận là cổ còn là đầu hàng, tại Đông Bắc đều vô cùng ít thấy, nhưng gần nhất nàng tự như đọc một bộ cổ cùng đầu hàng bách khoa toàn thư cái gì đều nói đạo lý rõ ràng. Tại tăng thêm đoạn thời gian này đọc trùng tiệt, muốn nói thanh thanh đằng sau không có một cái nào tinh thông cổ cổ sư, đánh chết ta đều không tin. Hỗn hợp hàng đối với người khác hữu dụng, đối với ngươi mà nói, hoặc là đối với tam sinh cổ tới nói, liền là một đạo khai vị thức nhắm. Thanh thanh điểm một cái lòng ngực của ta nói ra. Thanh thanh nói không sai, tam sinh cổ vốn là lấy các loại độc trùng làm thức ăn, đối với độc vốn là có miễn dịch tác dụng, hơn nữa sẽ tiết ra ra một loại đặc thù vật chất có thể làm cho ta đối với phần lớn độc vật miễn dịch hoặc là đổi một loại thuyết pháp càng thêm thỏa đáng tam sinh cổ lôi ra đến đồ vật theo huyết dịch dung nhập trong thân thể của ta để cho ta đối với phần lớn độc vật miễn dịch phá hỗn hợp hàng thi thuật người chắc chắn chịu đến phản phệ thanh thanh nhẹ gật đầu cái kia tại trên quầy dãy dù tiểu nhân khẽ cười nói cho nên nó nghĩ phải chạy đến thi thuật người nơi đó ta bừng tỉnh đại ngộ, liền tự như cổ trùng, theo người bị hại trong thân thể leo ra thứ trong nháy mắt, nghĩ đến chính là trở lại chủ nhân nơi đó, cái này tiểu nhân liền là loại tình huống này. Đi theo cái này tiểu nhân, liền có thể tìm tới tam ngốc tử. Giải dược hàng, ngoài trừ biết rõ phương thuốc, đơn giản nhất giải hàng phương pháp liền là giết chết thi thuật người, đem máu của hắn quần áo đốt thành cho súng rượu. Thanh thanh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, nhìn xem con mắt của ta từng chữ nói ra nói ra ta lập tức rõ ràng bạch thanh thanh mục đích nàng căn bản không muốn buông tha tam ngốc tử đi theo cái kia người giấy chúng ta muốn làm là giết người đốt quần áo đơn giản chuẩn bị một cái phía sau chúng ta mấy cái đi theo người giấy truy sát tam ngốc tử trên đường thanh thanh đơn giản vì ta giải thích một cái cái kia ba loại đầu hàng phân loại dược hàng kỳ thật liền là độc một loại dược hàng một cái phương thuốc trong đó vẫn bao hàm cổ hàng chỉ bất quá cái này cổ không phải là cổ trùng mà là lấy độc trùng thành nguyên liệu chế thành cổ độc. Phi hàng thì là thuộc loại lớn nhất một loại, phạm là thuộc pháp loại đều có thể bao hàm ở trong đó, hướng ta lần này bên trong hỗn hợp hàng cũng là một cái trong số đó. Mà phi đầu hàng thì là phi hàng bên trong lợi hại nhất, truyền thuyết chia làm 7 tầng, không luyện thành một tầng đều sẽ công lực đại tăng, luyện đến đại thành, đầu có thể bay ra ngoài, những nơi đi qua, cả người lẫn vật đều là diệt vong. Về phần quỷ hàng thì càng thêm đơn giản, liền là sai khiến tiểu quỷ trước hai cái còn có chút có độ tin cậy phi hàng bên trong phi đầu hàng ta là một điểm không tin chân thật như vậy thần đều có thể tu tiên vẫn đầu bay ra ngoài những nơi đi qua cả người lẫn vật đều là diệt vong một hồi hỏi một chút tam ngốc tử nhìn hắn có thể hay không phi đầu hàng đại ngốc ở bên cạnh ngốc vừa cười vừa nói đối với trúng đầu hàng chuyện này hắn là tuyệt không lo lắng liền ngươi nói nhiều câu tiểu mùi lại là đau lòng, lại là oán trách bấm đại ngốc một thanh. đại ngốc chỉ là cười ngây ngô hai tiếng, liền trung thực đi theo người giấy sau khi nói cho tiểu di một tiếng, các nàng hôi da người không phải là nhiều không? trương mặt lúc này nhắc nhở ta một câu, ta vỗ vỗ đầu, kém chút đem tiểu di đem quên đi. tiểu di, ta có biện pháp tìm được tam ngốc tử, ngươi cùng lão tiên nói một tiếng, phái thêm điểm đệ tử tới điện thoại kết nối phía sau ta nói một chút tình huống, để nàng đừng lo lắng. Đừng nóng vội, hồi gia nhân mã lập tức tới ngay, cái này biết độc tử nhưng hại khổ ta rồi. Tiểu Di lập tức lai liễu kính, ồn ào lên đến. Sau 10 phút, hai bên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, mấy chục cái chuột theo đường cái hai bên dải cây xanh theo sau, hơn nữa càng tụ càng nhiều, dựa theo cái này tiết tấu, chờ chúng ta tìm được tam ngốc tử, có thể tề tự mấy trăm con chuột hôi gia nhân mã đúng là nhiều, tam ngốc tử muốn cầm hôi gia lập quy ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Hôi gia có lẽ sức chiến đấu không phải là mạnh nhất, nhưng là làm người buồn nôn năng lực tuyệt đối là mạnh nhất, nghĩ tới chuột thành đàn đoạn tuyệt hàng ngũ hướng người phát động quyết tử công kích, ta đã cảm thấy có chút không rét mà run. Đi rồi đem gần nửa vóc giờ, người giấy tại thành tây một cái tiểu viện con ngừng lại. Đây không phải thành tây trại nuôi gà sao, đại ngốc liếc mắt nhận ra nơi này, nhỏ giọng nói lầm bầm tới qua ta nhẹ giọng hỏi đại ngốc gật gật đầu nói hắn trước kia tại cái này đánh qua công về sau nghe nói phát gà toi gà hợp chợ thất bại lão bản không biết đi làm cái gì rồi là nơi này sao ta lại tiến đến thanh thanh bên cạnh hỏi thanh thanh nhẹ gật đầu lôi kéo bọc tại người giấy trên cổ dây đỏ nói ra chính là chỗ này người giấy phản ứng rất mãnh liệt ta tiến lên nhìn kỹ một chút đại môn khóa chặt mắng xi măng tường gạch bên trên cắm pha lê cặn bã muốn theo trên tường bò qua đi căn bản không có khả năng chi chi những con chuột kia lúc này giống như lấy được rồi mệnh lệnh theo trong bóng tối xông ra theo góc tường cùng cửa sân bò lên đi vào rất nhanh đại môn phát ra két két một tiếng mở người giấy tự như điên rồi một loại hướng về trong nội viện vọt vào lực lượng lớn liên lụy thanh thanh đều đi theo nhíu nhíu mày trong sân một mảnh đen kịt theo trái tới phải là một loạt vứt bỏ háng phòng đem đầu một bên là hai gian nhà dân bên trong không có sáng đèn nhìn không ra là có người hay không những con chuột kia cũng không có vọng động mà là chỉnh tề sắp xếp tại chân tường dưới đấy tự như quân đội một loại chờ đợi mệnh lệnh chi chi một con dẫn đầu chuột bự lúc này đứng thẳng người lên kêu hai tiếng phía sau thoát ra hơn mười con chuột chạy về phía cái kia hơn mười con đen kịt háng phòng ta cùng trương mạc liếc nhau một cái, dạng này rất tốt, có những con chuột kia đi thám thính tin tức, ngược lại là bớt đi chuyện của chúng ta, cũng cho chúng ta an toàn không ít. Không dùng vài phút, cái kia hơn 10 con chuột đương nhiên hán phòng bên trong thăm đáp lễ, chi chi gọi lên, xem ra đến hết thảy bình an. Đi theo người giấy đi thôi. Thanh thanh trước đó cau mày, nhẹ nhàng lôi kéo trong tay dây đỏ phía sau đi theo người giấy vào trong đi. Người giấy phương hướng rất rõ ràng, liền là cái kia hai gian nhà dân. Tại chúng ta hai bên, là một con từ mấy trăm con chuột tạo thành hộ vệ đại quân. Đại ngốc mở ra đèn pin, lúc này không cần thiết che giấu, động tĩnh lớn như vậy, nếu là tam ngốc tử vẫn cảm giác không thấy, cái kia cũng không phải hắn rồi. Cửa không có khóa, nhẹ nhàng một đống liền khai mở, đèn cũng không hỏng, hơn nữa còn có điểm, chỉ bất quá đèn sáng trong nháy mắt, ta ngây ngẩn cả người. Gian phòng bố trí quá ấm áp khắp nơi đều là màu hồng phấn, ghế sofa thảm vách ngăn giấy, liền tự như là một thiếu nữ gian phòng. Mấu chốt nhất là, trên ghế salon ngồi một người, hoặc là nói người giả càng thêm thỏa đáng, nàng liền là tam ngốc tử cho ta nhìn ảnh chụp cô dâu bên trên người giả dối kia. Thanh thanh lông mày khóa chặt hơn, tự hồ không nghĩ tới là loại tình huống này, nhẹ buông tay, cái kia người giấy chạy tới, mục tiêu là người giả dối kia. Người giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, không có một tia biểu lộ, tùy ý cái kia người giấy xông vào trong ngực của nàng. Một cây kim mây cũng tại đồng thời xuyên thấu người giấy, đâm vào cái kia mặt trang phục nữ bọc giả thân thể người bên trong. Người giả động cũng không động, khóe miệng lại rịn ra một tia máu tươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 81 Quỷ Hàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 81. Quỷ hàng, tam ngốc tử đâu? Ta vẽ mặt bức bách, không phải nói phá đầu hàng, thi thuật người sẽ gặp phải phản phệ, sẽ bị thương sao? Làm sao hiện tại bị thương là một cái người giả? Thanh thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt, không rõ là chuyện gì xảy ra. Các ngươi tại cửa ra vào ở lại, ta vào xem. Có tam sinh cổ tại, đầu hàng đối với ta vô dụng, ta quay đầu dặn dò một cái trương mạc cùng đại ngốc. Cẩn thận một chút. Trương mạc tay quấy cùng một chỗ, đối với ta nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta thân mật vỗ vỗ trương mạc mặt, mặt, quay người đi vào rồi trong phòng. Giả người mặc trên người một bộ trang phục nữ bộc, trên mặt biểu lộ quá cứng nhắc, mang theo một loại hờ hững, khóe miệng máu tươi như thế chỉ trong chốc lát đã kinh biến đến mức đỏ thẳm. Ta đi qua, nhẹ nhàng chạm đến rồi một cái nữ bộc mặt, cùng trong siêu thị những cái kia nhựa plastic người mẫu xúc cảm không sai biệt lắm, chỉ là tựa hồ càng nặng một chút giải khai người giả cầu vai hướng xuống dò xét ta muốn tìm được cây kia châm không nghĩ tới là người giả nhựa cây màu trắng trên mặt vậy mà xuất hiện một vòng đỏ ửng ta ngừng tay nghi hoặc nhìn người giả cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra một cái người giả cũng sẽ đỏ mặt ta môn a à, ta âm thầm nói thầm một câu sự tình có chút không đúng ta không có ở giả trên thân người cảm giác được cái khác khí tức a à. thanh thanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc không rõ ràng là chuyện gì xảy ra Ta suy nghĩ một cái, vỗ vỗ người giả mặt, cảm giác rất nặng nề, liền tự như bên trong có một cái chân thật người. Chân thật người. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, người giả bên trong rất có thể cất giấu một cái chân thật người. Chẳng qua lấy người giả cái này hình thể, căn bản ẩn giấu không xuống tam ngốc tử, đừng nói tam ngốc tử, liền là một cái bình thường trưởng thành nữ nhân, cái này cũng không có khả năng ẩn giấu xuống. Mở ra nhìn xem. Thanh Thanh nói ra ân ta gật gật đầu trở lại theo đại ngốc nơi đó cầm một cây đao sau khi trở về theo giả đầu người bắt đầu tiến hành cẩn thận cắt lên đến cùng trong thương trường những cái kia nhựa plastic người mẫu khác biệt cái này người giả đích da da rất dễ dàng cắt không dùng một phút đồng hồ toàn bộ bộ mặt liền rụng xuống lộ ra rồi bao khỏa ở bên trong khuôn mặt mẹ nhìn thấy gương mặt kia trong nháy mắt ta ngây ngẩn cả người xuống ý thức mắng một câu gương mặt kia quá thanh tú, cũng rất yếu ớt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, quan trọng hơn là, ta xem qua gương mặt này, còn không chỉ một lần. Hai lần đều tại cùng một nơi, cái kia chính là bảo tuyền tam trung lầu ký túc xá, nàng là cái kia thanh tú học sinh em gái. Đêm gần thời gian 20 năm, tam ngốc tử tên vương bác đảng kia từ đầu đến cuối giữ lại nàng thi thể, hắn đến cùng đối với cổ thi thể này làm cái gì, không có người biết cách không được lầu ký túc xá lên cái kia một ngụm oán khí có thể bảo đảm giữ nhiều như vậy năm bởi vì qua nhiều năm như vậy nàng liền không có chân chính nghỉ ngơi qua tam ngốc tử nói hắn kết hôn hiện tại xem ra không có nói sai chỉ bất quá hắn kết hôn đối tượng căn bản không phải người mà là một cổ thi thể chỉ bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ là thi thuật giả rõ ràng là tam ngốc tử vì cái gì lọt vào phản phệ là cổ thi thể này chi chi không cho ta nghĩ lại thời gian, chuột trong đám đột nhiên phát ra một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Theo tiếng thét chói tai, hơn 10 cái chuột tại chỗ nhảy lên, thân thể trên không trung liền bắt đầu vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vũ, chiếu xuống chuột trong đám. Tiếp xúc đến huyết vũ chuột ngã trên mặt đất thống khổ tê minh thủ đoàn, thân thể lấy mắt thường trông thấy tốc độ hư thối. Như là quân đội nhét chung một chỗ chuột bầy cơ hồ không có may mắn thoát khỏi, vẹn 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 trong phiến khắc liền tử thương hầu như không còn ta trợn mắt ngoác mồm nhìn xem tất cả những thứ này, tự hồ hết thảy đều là chuẩn bị tốt, chúng ta rất có thể một chân bước vào tam ngốc tử cạm bẫy. Duy nhất để cho ta an tâm là, đại ngốc che chở trương mạc, cấp tốc ra khỏi hướng ngoài cửa, không có chịu ảnh hưởng. Cẩn thận! Trương mạc lúc này đột nhiên hô một tiếng, ta giật mình, bước một bước về phía trước, trên tay siết chặt, đã bị bóp dựng tay cổ tay, là cái kia nữ học sinh. Thật xin lỗi! làm ta quay đầu, nhìn thấy chính là một đôi tràn đầy tuyệt vọng ánh mắt, nàng tại hướng ta chịu lỗi. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, hai tay của nàng gắt gao nắm chặt cổ tay của ta, móng tay đã khảm vào tới thịt của ta bên trong, ân máu đỏ tươi từng chút từng chút rỉ ra. Vì cái gì? Ta hiện tại chỉ muốn biết, nàng vì sao lại khống chế tay của ta, chẳng lẽ nàng không muốn báo thù sao? Ta chân thật không muốn, nàng lắc đầu, lạnh buốt tay có chút dùng sức tự như muốn đem cổ tay của ta cắt đứt. Nhạc ca. Đại ngốc phẫn nộ hô một tiếng, liền muốn xông vào trong phòng. Chớ vào, chiếu cố tốt chị dâu ngươi, ta quay đầu giận hô. Nắm tay của ta cổ tay, cho dù là móng tay khảm vào, ta cũng không sợ, dạng này có thể làm đơn giản là thông qua loại thủ đoạn này rơi xuống đầu. Có tam sinh cổ tại, ta căn bản không sợ, ta sợ nhất là nạn đột nhiên đâm ta một đau. Hơn nữa hiện tại Thanh Thanh còn không có hành động, chúng ta tạm thời vẫn là an toàn. Ngươi có chuyện gì khó xử, ta có thể giúp ngươi, ta nhìn chầm chầm con mắt của nàng nói ra. Ngươi không giúp được ta, đại bảo ở trong tay của hắn. Nàng chỉ là lắc đầu, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng nặng, hắn sẽ không bỏ qua ta, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái gì đại bảo? Các ngươi có hài tử. Ta càng thêm khiếp sợ rồi, theo bề ngoài của nàng đến xem, nàng cũng liền 15-16 tuổi, hơn nữa nàng rõ ràng bị bóp chết, làm sao có thể có hài tử. Ân, nàng chảy nước mắt gật đầu, trong mắt tuyệt vọng lại càng ngày càng đậm. Thanh Thanh lúc này tự như cảm nhận được cái gì, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông vào thân thể của ta, lên thân thể của ta. Trên tay của ta vừa dùng lực, tránh ra hai tay của nàng, chỗ cổ tay đã là một mảnh đen nhánh, chảy ra máu tươi hoàn toàn biến thành rồi màu đen mẹ. Đại ngốc lúc này gầm thét rồi một tiếng, tự như bị thương. Tô tiểu mùi quát lớn âm thanh cũng tại đồng thời vang lên, các nàng gặp được phiền toái. Thanh thanh biết rõ tâm ý của ta, không lo được nàng, khống chế thân thể của ta quay người hướng ngoài phòng chạy tới. Trương mạc không bị tổn thương, đại ngốc cùng tô tiểu mùi cũng không có trở ngại, các nàng ba cái hiện tại giữa lúc căm tức nhìn đầu tường, phía trên kia cưỡi thủ đoạn một cái thân thể trần trùng tiểu hài nhạc ca vừa rồi nếu không phải chị dâu nhắc nhở ta kém chút mắt lừa cái vật nhỏ kia lao ra muốn đâm ta cánh tay đại ngốc oán hận nói ra trong phòng cái kia nữ học sinh cũng tại lúc này chậm rãi đi ra vẻ mặt bi thương xem chúng ta nói ra hôm nay nhiệm vụ của ta liền là đem các ngươi ngăn chặn tiểu di ta trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu liền lập tức móc điện thoại ra gọi cho tiểu di điện thoại thông nhưng không ai tiếp. Hiện tại thời gian còn sớm, hơn nữa ta cùng Tiểu Di vừa mới thông qua lời nói, nàng cũng đang chờ ta bên này tin tức, không có khả năng không tiếp điện thoại của ta. Giải thích duy nhất chính là, Tiểu Di xảy ra chuyện rồi. Thanh Thanh theo trong thân thể của ta đi ra, nhéo nhéo cánh tay của ta, nói khẽ. Không cần lo lắng, ngươi Tiểu Di người kia ta biết, đối mặt nguy hiểm, so với ai khác hứu giác đều linh. Dừng một chút phía sau nàng lại nói hơn nữa còn có hôi lão thái các nàng không có việc gì ta bất đắc dĩ gật gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể hướng mặt tốt nghĩ hơn nữa liền xem như chúng ta bây giờ tiến đến tiểu di nơi đó chỉ sợ cũng đã chậm ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đầu tường cái kia tên tiểu quỷ có nhìn một chút cổng nữ học sinh hỏi chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta ngăn cản ngươi chẳng khác nào ngăn cản bọn hắn nữ học sinh chỉ chỉ cổ tay của ta con mắt của nàng rất rõ ràng. Ta không sao, đầu hàng đối với ta vô dụng. Ta không có vấn đề cười cười, giơ cổ tay lên cho nàng nhìn một chút, nguyên bản đen nhánh cổ tay như thế chỉ trong chốc lát đã đã khá nhiều, chảy ra đen nhánh máu tươi càng là đã khôi phục rồi một tia diễm hồng sắc. Nàng không nói chuyện, tự như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Ta có thể giúp ngươi, thậm chí giúp ngươi báo thù, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết chân tướng. Ta đi về phía trước hai bước, lại nói. Rõ ràng là vương hưng giang cho ta xuống đầu hàng, vì cái gì vừa mới cái kia các người giấy tìm là ngươi. Còn có, vương hưng giang đến cùng là làm gì? Ta liên tiếp đặt câu hỏi, nàng vẫn không có trả lời, chỉ là mặt lộ vẻ khó khăn nhìn trên tường cái kia tên tiểu quỷ một chút. Mù mù... ba ba không cho ngươi nói. Tiểu quỷ cười đùa một tiếng, âm lãnh trong mắt tràn đầy tử khí. Ta minh bạch tên tiểu quỷ này là cái gì, hắn liền là cái gọi là quỷ hàng. Quỷ hàng là chỉ đầu hàng sư nuôi tiểu quỷ, loại này tiểu quỷ đã có thể giúp đầu hàng sư làm việc, thi pháp lúc làm trợ thủ, cũng có thể mật báo. Chỉ bất quá chế tác loại này quỷ hàng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, cái bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhìn nữ học sinh ý tứ, có vẻ như con của nàng đã bị tam ngốc tử khống chế, thậm chí bị chế thành rồi quỷ hàng. Nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, con của nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc nàng chết liền đã hỏng tâm ngốc tử hài tử? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.